Nam mô Bổn sư Thích Ca Moni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tối hôm nay, vào thời chia sẻ pháp thoại của sư ông Bạch Vân, hôm nay sư ông sẽ giảng về đề tài Nước Thiên của sự bất tử của ngài Mara trong những bài giảng trước, của sư ông. Sư ông có chia sẻ về ngài Mara thường hay nói về bài giảng Ai Am Das. Thì bây giờ sư ông tiếp tục chia sẻ những bài giảng của ngài mara để chúng ta rõ hơn trong việc thấy mình là ai trong suốt quá trình sư ông chia sẻ phật pháp nếu có chỗ nào quý phật tử chúng ta muốn trao đổi trực tiếp hoặc muốn đặt câu hỏi về cho chúng tôi thì quý phật tử có thể ghi câu hỏi trên trang facebook đang live stream hoặc thông qua kênh youtube con đường kiến tính chúng tôi sẽ thay cho quý phật tử đặt câu hỏi đến những bài giảng khác của sư ông. Trước khi vào thời pháp thoại của sư ông, chúng ta cùng với Ngài trì tụng một biến kinh chú Phật đảnh tôn thắng Đà Ra Ni, đem công đức đó chúng ta hồi hướng về các cõi Phật mà chúng ta đang hướng đến, cũng như đem công đức đó chúng ta hồi hướng cho củ quyền thất tổ thân bằng quyến thuộc của chúng ta và cầu cho thế giới chúng ta đang sinh sống được an ổn. Nam Mô A Di Đà Phật

วาริรามวาฝาดิมามาสาริราสาราาตาตาเนนทากาจาวิริวิริสิดีสราวาฝาดิมีสตาสราากะตริสิดีสาราาตากรดาสสัมิสมาสัพาสัจันตสัาตากรดาสัมาสัราดิสิเตม

trước khi mà nói về cái nước thiên của sự bất tử của ngài Mara thì tôi xin nói về có một phật tử mà cũng đã hai lần hỏi về cách niệm phật làm sao để niệm phật được nhất tâm bởi vì mỗi lần niệm phật á thì phật tử này cũng như khó nhiếp tâm mà biết là mình khó nhiếp tâm hay loạn tâm thì như vậy làm sao để được nhất tâm thì hôm qua lần đầu tiên mà ở, ngồi ở trong cục đá giữa rừng thì tôi mới nói như vậy thì thầy để thầy nói cái cách mà hồi xưa thầy niệm cho nghe ừ, có nhiều cách hoặc là mình lắng tai mà mình nghe cái âm thanh của mình niệm mà nhất là cái âm thanh mà mình niệm thầm đó, mà mình nghe được cái âm thanh đó, thì mình rất là dễ nhất tâm không khó thì uh, Phật tử đã vui bảo là rất khó mà nghe cái âm thanh ở bên trong à, thì thầy mới nói là có một cách nữa là mình hãy viết cái chữ Phật đó, ở trong một cái cuốn tập đó, cái cuốn tập giấy theo cái ô của cuốn tập đó mình viết cái chữ nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật mà viết như vậy đó hồi xưa là thầy viết rất nhiều cuốn tập trầm tập như này thầy viết để nỗi mà một hôm á, thầy ra đứng ở ngoài thì thấy trên cái lá cây đó đều có cái chữ nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật tất cả lá cây nó đều có chữ nam mô a di -đà phật nhưng mà đặc biệt có một bữa đó thì thầy thấy dòm lá cây thì thấy nó có cái chăm chấm của máy bay á. thì chỉ chỉ chừng cỡ mấy phút sau hai phút sau thì hai chiếc máy bay nó đến thầy tải đầu tiên đến là lúc đó nó quanh tạc ở trên trên cái núi dinh này đó. lúc đó thầy đang đang dạy học ở trong đó, đó. đó. thì cái cách viết á, bây giờ thầy viết cái, cái 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 chữ để 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 Phật tử thấy nè cách nè viết Vậy viết viết trong giấy nhưng mà chúng ta viết thì thì mình viết bởi vì hồi đó hồi đó thầy viết thì viết bằng cái chữ chữ nho nhưng mà chữ nho hay chữ việt hay chữ gì cũng được mình thích mình viết ví dụ như mình cái đường kẻ này mình viết mình tập viết ví dụ như mình viết mình viết chậm lại Ví dụ mình viết Nam Mô gì Đà Phật ha. Lâu rồi nó cũng quen nữa. Nam nè. Mô nè. À này, ha. gì này, mai mà nó không quen đà này thọ đó. nam mô a di đà phật mà mình cứ viết như vậy từng hơn từng hơn mình cứ viết khi mình viết như vậy mình không thể loạn được ừ. Ừ. còn mình không biết cái chữ nho với gì. thầy thì thầy cũng học không ý thôi nhưng mà nhờ viết đây thành mấy cái chữ này bây giờ nó không quen chứ còn tập tại chữ nghĩa gì nó quen hết hay là mình viết chữ việt nam mô a di đà phật mình viết cho ngay đó rồi sau này mình tập khi mình viết mình viết mà mình chuối mình viết rồi mình viết hoa rồi mình tạo ra cái nét chữ khi mình viết đó. bởi vì sao? Bởi vì khi mình viết đó thì mình không thể không dòm tới cái 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 nét bút được. Bởi vì thầy viết cây bút ở trên cuốn tập học trò đó, thầy viết trong cái ô mình viết cho ngay ngắn lần lần mình viết, có thể mình viết nhiều cách. ví dụ mình viết chữ nhỏ hơn. Đó. Ừ. À. À, như vậy Rồi mình có thể tạo nhiều cách viết Ví dụ như viết lớn hơn À rồi mình trước bởi vì khi mà mình cầm bút mà mình viết á mình viết cái cây bút hay là viết phấn á, thì khi viết như vậy mình không thể loạn nữa không bao giờ mình loạn nữa dù mình đang loạn trong tâm nhưng mình viết mình phải coi sự nó, nó trúng mà nó trật và mình có hồi mình nán nút mình viết cho nó đẹp cái chữ đó thì mình cứ mình viết viết như vậy mà thầy viết nó dài mấy cuốn tập vậy cho nên trong tâm mình bởi vì cái mình nghĩ ra cách nghĩ ra cách làm sao để mình mình cái cột cái tâm mình vô đó cái tâm mình nó rất khó khi mình niệm 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 là một chuyện nhưng mà mình nghĩ nghĩ chuyện này chuyện kia hồi cái rồi cái rồi nó nó loạn đến nỗi mình chống hai cái niệm với lại cái cái vọng cái niệm phật với cái vọng nó chống nhau mình không thể niệm được đến mỗi nó, nó, mệt mỏi dữ lắm khi đổ mồ hôi thì tự nhiên mình ngồi xuống mình yên lặng mình coi thứ cái gì thì nó không thấy không thấy vọng gì nữa gì cả thì mình mới biết là cái vọng nó không thật có khi mình niệm mình dồn ép quá ở dưới nó lên có những đêm mà thầy tu ở trên cái cù lao đó nó có một cái cây bồ đề nhỏ mới trầm này mà xung quanh có đám đất mà nó có cái đường nước gần cái bờ sông đó. cứ đi xung quanh mà đi cứ đi có thể nó đi không biết là bao nhiêu dòng ấy đi mà nó mỏi chân thôi đó. bởi vì mình mình làm cho mình nhất tâm bằng cách này hay cách kia còn cái niệm phật là mình niệm đủ thứ kiểu mình niệm lớn niệm nhỏ niệm thầm rồi có khi mình làm cho cái giọng mình thật hay nó reo rắc ra mình làm như hót vậy đó nghĩa là mình lắm tay mình nghe nếu mình quyết chí như vậy thì thật sự nó nhất tâm thôi tới chừng nó nhất tâm thì cái tịnh tướng nó dễ hiện lên mà tất cả mọi việc rồi mình thấy nó ổn định dữ lắm đó là cái cách đó cho nên bởi vì phật tử này ở bên úc có nhiều phật tử ở bên mỹ ở bên đức ở bên nội này kia người ta cũng tu dữ lắm bởi vì khi người ta tu là người ta muốn có kết quả Chứ không phải là tu lấy cái hình thức Người ta có kết quả cho nên người ta Thành thầy nói đây là nói chung Cho nên mình hãy viết Ví dụ như mình mình biết cái chữ nào thì mình thích cái chữ nào mình viết Bởi vì sao? Bởi vì khi mình vừa vừa viết Và mình mình viết đó tự nhiên trong lòng mình nó đã có niệm rồi Nó niệm thì niệm Phật cho không thể mình viết cái chữ này mà mình niệm mình niệm cái chuyện gì được hay cả cho nên nó bắt buộc mình phải nhất tâm đây là cái cách mà thầy thầy tự chế ra mà thầy thầy làm cho mình được nhất tâm Đó. Đó. cho nên thầy nói để 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 phật tử thấy cái này thì nó không có cái gì quan trọng nó không có cái gì là là là, là bí mật hay cả nhưng mà nếu mình thật sự mình muốn mình kềm chế mình thì tự nhiên nó nhất tâm thôi với lại nó có những cách như thế này này mình tu được hay không là có ba cái điều kiện ở trong tâm Điều thứ nhất là trong lòng mình nó tha thiết Nó tha thiết mình muốn tu Do cái duyên lành của mình tự nhiên mình muốn tu Chứ mình không có muốn vậy cả Trong tâm mình rất ham tu Cũng như người ta có cái tin tưởng trong lòng Người ta thích đi chùa Hay là người ta thích đến một cái chỗ đạo tràng Niệm Phật yên lặng mà người ta niệm Thì tự nhiên người ta cũng nhất tâm Còn thứ hai là những người mà họ Họ nghiên cứu nhiều về kinh điển và họ thấy cái pháp môn niệm Phật á, thì thực sự á, từ kinh Quan Nghiêm là một bộ kinh nghĩa là vua của các kinh nó siêu tất cả Bồ Tát Phật đó mà thời từ thời ban đầu thì cũng nói về mười phương chư Phật và tất cả nó đều là ở trong đó cái pháp môn niệm Phật nó rất là rộng rãi à, rồi tới à, à, các kinh hầu hết là đều có cái danh hiệu Phật ở trong đó và cái phương pháp Phật cho nên các vị tổ từ ngày huệ viễn cho đến ngày thiền đạo ngày triệt ngộ cho đến ngày ẩn quan 14 vị tổ như vậy đều là vãng sanh cực lạc đều là đắc đạo hết đó cho nên cái chuyện đó nó là chắc chắn cho nên khi nghiên cứu đầy đủ rồi có đức tin nhất là cái cuốn đường về cực lạc của hòa thượng nghĩa là thượng trí hạ tịnh đó, thì ngài ngày ngày ngày, ngày chích ra rất nhiều những cái sự tích vãng sanh ở trên gần hai ba trăm cái sự tích ván xanh gì đó ở trong cái phía sau của 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 của, của đường về cực lạc đó mình coi vậy rồi mình thấy tất cả các vị đó họ đều ván xanh nó rõ ràng như vậy đó, đó. thì tự nhiên mình phát cái tâm mình tu mà mình tu chỉ một lần một kiếp đời này thì thực sự mình được giải thoát rồi cái chuyện đó mình tin chắc hoặc là mình có cái thời giờ mình nghiên cứu mình coi nhiều cái kinh à, về tinh đồ rồi hoặc là cái người mà họ đời sống họ hiểu biết thế gian nó đầy đủ rồi và họ sống nó, nó, họ thấy những cái khổ của cuộc đời này nó chán ngấy hết nó, nó chán nản quá cũng như ở xa sống trong giang hồ cũng như những người mà họ Họ, họ ở trong chiến trường chiến trận mà nó dài dạng quá thì thật sự họ cũng không còn hăng hái nữa họ thấy chết quá rồi cuối cùng mình và người đều chết 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 thì tự nhiên họ muốn hòa bình cho nên con người nó có những cái tâm nào để nó đưa đi đến cái sự tu và cái tu đó nó chính đến mức mà người ta tu đâu người ta chứng đó còn mình tu á nhưng mà cái tâm của mình nó không không muốn rời thế gian mình không bỏ thế gian con ngồi say lại đi, đó, vô đi, ngủ đi. Cho nên do như vậy, mình phải có cái tâm đó thì mình mới tu được. Hai nữa là mình phải trở thành một sự nghiên cứu, học hỏi sâu rộng thì mình tu được. Thứ ba là mình có một cái sự quan sát biết cái phương pháp tu mình tu được cho nên sự tu được này nó thật sự cái lợi nó không không thể mà diễn tả được hiện đời này mình chưa được cái vậy cả mình cũng đã có lợi đủ thứ ấy cả rồi cho nên do như vậy á chúng ta đừng bao giờ thấu chuyển và đừng bao giờ bỏ cái pháp tu cho nên ngày hư văn này lại nghe là vừa đi vừa lại vừa niệm vừa tu Hồi xưa thầy cũng vậy Không phải niệm không đâu Niệm lại, niệm lại, niệm lại ừ. Ừ. Cho nên không bao giờ mà 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 thầy nghe hòa thượng hay các vị mà giảng kinh đồ này kia mà thầy bỏ một thời nói cả ừ. nó uổng lắm cũng giống như mình học mà ví dụ chẳng hạn như mình học về những cái gì những cái lớp cao đó ừ. từ văn hóa cho đến những cái công nghệ hay là kỹ thuật hay là ngôn ngữ mình chỉ bỏ một bài thôi hay hai bài thôi là sau đó mình theo không kịp đâu cho nên vấn đề tu cũng vậy nữa mình phải học phải có một lòng kiên nhẫn Và tu thể được cho nên mình không cần cái, cái cái bậc thượng hay là bậc trung hay là bậc hạ gì cả nó bình đẳng ở trong tâm nhưng mà miếng mình phát cái tâm tu là mình tu được còn mình không phát tâm tu Thì thật sự Kiếp này mình tu không được Thì kiếp sau cũng không được Bây giờ mình tu không được Thì 10 năm sau mình muốn tu Tu cũng không được Cho nên nó được thì nó được Cho nên mình phải nghĩ tới cái chỗ đó Khó khăn đời sống như Ở đời mà họ muốn học một cái nghề nào đó Họ cố gắng Họ phải đạt được cái kết quả Họ phải biết được cái bí quyết đó Cho nên vấn đề nghiên cứu Hay là làm ăn Hay là chế tác được những cái công nghệ cao này kia đó chúng ta tham cho nên ngay cả vấn đề quốc gia cũng phải chiến tranh vậy. người ta nếu có một cái bản quyền hay là có một cái gì của một cái một cái vệ tinh hay một cái quả tiễn hay là một cái một cái F35 F16 hay là cái gì đó là tự nhiên họ nghiên cứu đến mức mà họ có thể tự không ai dạy không phải là truyền hạ hết được cái, cái cái, cái 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 nghề đó nhưng mà tự nhiên họ nghĩ là họ làm được cho nên cái trí của người tu đó nó rất là lớn chứ không phải là nhỏ gọi là phù xuất gia giả phi tướng tướng chỉ sợ nâng tri cái người mà xuất gia mà tu học thật sự cái người này thấy vậy chứ phi thường so sánh với một vị tướng ở ngoài không ăn tuổi bởi vì người này muốn muốn ngon bằng với, với với thượng đế người này muốn ngon bằng với cái cái sự vũ trụ mà người này muốn một lần mà thoát ly sự sống cháy thoát ly luân hồi vượt tất cả cái khổ à. cho nên cũng như hồi xưa hồi thầy còn trẻ lâu lắm hồi thế kỷ trước à hồi đó thời kỳ thầy đọc sách thôi thầy chỉ đọc một cái bài của của cụ nguyễn công trứ đó là tự nhiên thầy buồn bã mà thật sự cái cái bài đó là cái bài nói về về cuộc đời về vô thường mà của 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 một bậc chí sĩ một bậc cao nhân thôi chứ mình không nghĩ là cái vị đó là vị đắc đạo nhưng mà khi nói ra mình cảm thấy thì tự nhiên thầy muốn tu mà thầy thuộc luôn thầy đọc lại một lần hai lần thầy thuộc tới bây giờ để thầy đọc cái bài đó cho mấy con nghe này. nghe nói là cuộc trần thế khuyên ai phải gặm Danh mà chi lợi lắm mà chi Cõi tan thương như bọt nước có ra gì Mùi phú quý như vằn mây tan hợp Sang cho lắm cũng rồi một kiếp Giàu đến đâu cũng một đời thôi Cái tử sanh đeo đảng kiếp con người Thân tứ đại lấy đâu làm chắc Phần nỗi bệnh nỗi già thúc phược Sống trên đời gặm lại được bao lâu Mới mài xanh kế đã bạc đầu Rồi lại xuống oan khâu một năm tâm thôn khí tại thiên ban dụng nhất đám vô thường vạn sự hưu muôn việc đều nương theo mấy tắc hơi hơi vừa dứt cuộc đời thôi cũng dứt nào của cải vợ con tài vật nhắm mắt rồi cũng nắm tay không nó còn nhiều lắm chẳng hạn như vợ con xuân nếu chẳng gì lầm không thủ tiết lại mong chồng khác con thơ dại mặt người hành phạt nghĩ cuộc đời cho cạn thật buồn tên Hết mê danh đắm lợi lại theo tình, tạm mượn thú già lâm phong cảnh. Vui chi đó mà lo tranh cảnh thú gì đâu, vợ vợ con con, thà sớm khuya vui thú nước non, chiều lại niệm A Di Đà Phật. Thật sự cái bài đó nếu so sánh với bài chiêu hồng thuật của cụ Nguyễn Du á thì thầy thấy nó nó chưa chưa đủ cái sự vô thường. Mà so sánh với cái thời buổi bây giờ thì cái đó nó chỉ nói được một phần trăm thôi cái sự khủng khiếp cái sự cháy chóc như bây giờ thì nó lên tới một phần ngàn phần trăm nhưng mà thật sự chúng ta bị nghiệp nặng cho nên chúng ta không thấy vậy cả cũng như cũng như đức bồ tát ngài chỉ thấy một người bệnh nằm bên đường một người già thôi rồi một người chết thôi là quán sợ rồi ngài về bỏ hết mấy con có nghe chưa có nghe biết ai đó không <laughs> cho nên cái nghiệp của ổng nhẹ quá ổng nhẹ hơn mình rồi ổng nhẹ nghiệp cho nên không mới đi tu được còn mình bây giờ bây giờ nó chết bên đường mình dòm mình muốn đẩy xe thầy thấy có lần thầy thấy đi xe đó té xe nó chết nó nằm chết cho đi cho dòm họ cũng đi luôn thật sự thì họ cũng không có hơi sức nào mà họ, đó. nhưng mà thầy thấy họ cũng không có động tâm gì cả còn bây giờ như mà mà chết mình coi tới chỉ kiểu mà dịch biến ấn độ đó. Mới cháy rồi hôm qua thầy coi cái cái nước lụt á nước nó chảy ồ ồ mà nó trôi cả người đồ này kia mà có mấy cái thằng nó cười há há, há. thầy thấy thầy khiếp á thầy coi cái đó thầy thầy rùng mình thầy đấy con người thật sự trong khi nhà nó sắp đổ nó nghiêng ngã nó sập và cá một cái vùng rộng lớn trong cái cái trận lũ của trung quốc á nó nó hai hai ba, hai ba cái cái video clip đó thầy coi mà có mấy cái thằng đó, nó cười trong khi đó đau khổ cũng kiếp vậy đó. mà người ta có người thì nó ré khóc mà nó cười ha, ha, ha thầy thấy cái tiếng cười đó thiệt sự nó quái gì nó ma hay sao cho nên có người bây giờ nó không có động tâm vì thế cho nên cho nên khi cháy rồi thì thật sự nó không biết đi về đâu cho nên khủng khiếp lắm ừ. cho nên nhiều khi thầy thì thầy, thầy cũng muốn nói những cái pháp gì đó để tu nhưng mà nhiều khi cái nó giống như nó mất đức tin ừ. nên thầy thấy rằng trong khi mà mình 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 nói ôm sùm mình mình cố như mình cố gắng mình tu cho nó chắc ừ. tu nó chắc để ừ. cho nên cái cái vấn đề mà tu tập là mình phải có kết quả mà phải giải thoát mà trong cái cái thời buổi này thật sự ngoài câu niệm phật rồi khó giải thoát được như người ta tu mà sanh lên trời rồi thì lên đó nó hâm vui trong cái chuyện cái cuốn tuyệt thực đi về đâu có nói cái chuyện ông thái khắc lễ giáo thư khắc lễ ông, 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 chép lại cái tích của một kiền liên đó khi mà khi mà ngài một kiền liên có đệ tử mà đau bệnh mà chữa không hết không biết vì sao mà hồi xưa ông kỳ bá là đệ tử của một kiền liên thời đó, đó một kiền liên mới bay lên lên cõi đậu lợi mới tìm kỳ bá để hỏi mà lên thấy là ổng là thiên tử chơi vui đùa nghĩa là lướt qua như gió như sóng gặp thầy ông chào ê chào thầy một cái may bắt cái một liền bước chỉ một cái thì ông trong nước là hỏi thầy có chuyện gì nó bây giờ đệ tử uh, quên đệ bệnh thì bây giờ phải làm sao nó nhịn đó đi cũng đi mất nghĩa là diễn tả cái chỗ đó là trong ổng chép lại trong kinh chứ thật sự không phải là giáo sư thác các lễ mà biết chuyện đó tức là trong sự tích của nghĩa là nói người ta phải sinh lên thiên nó chơi vui tối ngày không bao giờ chán không bao giờ làm cái cuộc vui bởi vì lòng vui mà nó không có chuyện gì cho nên vui đùa chơi nhiều cách lắm mà họ, họ sống nghĩa là nó nhàn à cho nên không thể tu được vì thế cho nên chúng ta thấy rằng lên chư thiên không phải là giải thoát đâu nhưng mà có điều nếu mà người ta thật sự trí tâm mà theo Phật mà tu pháp thì kia mà mình lên đó thì mình cũng được cái 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 phước để nhớ lại mà tu hoặc là thường đến cái thiện pháp đường của của trời đế thích đó, để nghe giảng bởi vì thiên chủ sa ta là đệ tử của Phật Đó thường hay giảng kinh Bát Nhã đó. cho nên do như vậy tôi thấy chúng ta phải có một cái nguyện có một muốn mà đầy đủ thường hay phải coi kênh ví dụ như bây giờ mình muốn tu thiền thì phải xem thật nhiều pháp thiền thật nhiều cái cái, cái bản văn thiền cho nên thầy thêm nói thiệt sự cũng có năm bản văn thiền từ thiền nghĩa là dịch thuật thiền Trung Hoa rồi thiền Ấn Độ rồi thiền Nhật Bản rồi thiền Hàn Quốc rồi đó là chưa nói mà 10 vị thiền của bên Thái Lan Miến Điện mà hôm qua thầy đọc thầy ghi lại đó có vị thật sự thầy đều xem bởi vì mình mình là con người nó thật sự nghiệp dài chướng nặng chưa chắc mình tu mà được cái gì đâu cho nên mình phải nghiên cứu mình phải có cái tâm học hỏi các vị đi trước thì khi mà mình thấy có vị đắc đạo như vậy lòng mình mới tin tưởng mới phấn khởi và mình mới quyết định được cũng như mình niệm phật mà mình biết được có những người vẫn sanh chắc chắn tự nhiên mình sẽ quan nghĩ mình niệm mau nhất tâm mình tu pháp môn gì cũng vậy nữa cho nên để bữa nào thầy giới thiệu một cái vị mà tu về mặt tâm cũng phát thần thông tức là phật sống san trên chi ở bên đài loan cho nên người ta tu người ta đắc chứ không phải không đắc đâu nhưng mà cái số đó nó cũng không được nhiều cho nên mình phải tìm mình nghiên cứu cho nên hồi xưa đó lúc mà thầy mở niệm phật thầy cũng lên xuống học hỏi với hòa thượng trí tịnh từ sau này được sống gần hòa thượng thiền tâm cho nên thầy muốn nói cái đây là thầy muốn gợi lên cái đức tin để cho mình có đức tin và có sự tha thiết thì nhất định mình tu được chứ không khó khó gì cả bởi vì thầy nói đây cũng như nói nhắn cho phật tử ở bên úc và các phật tử ở nước ngoài họ cũng thường họ điện thoại về cho thầy và họ hỏi rất là tha thiết chứ không phải là bình thường Thành thầy bữa nói cái cách mà thầy tu Một cách mà thầy chế ra tu là viết chữ Viết chữ Mình có một cuốn sách này cứ viết chữ Mình viết Amitabha hay A Di Đà Phật Hay là vì viết cái chữ Nghĩa Mình thích cái chữ gì mình viết chữ đó Hay là chữ Việt mình viết Mà khi mình viết rồi thì mình không thể dẫn chơi được Tự nhiên bắt buộc mình phải chú tâm Mình viết chừng cả một cuốn tập là mình cũng đã nhất tâm rồi Thì lúc đó mình nhắm mắt là mình thấy cái chữ nó hiện ra đường mình 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 niệm mà đến hung đó thì đầy đủ đó thì mình nhìn cái chỗ nào mình cũng thấy cái chữ nó ở trên kia như thầy thầy thấy cái chữ trong cái lá cây đó đó là những cái đó là cái kinh nghiệm bản thân thầy nói rồi mà cũng lần đầu tiên mà thầy thấy cái 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 bà cô này bà tha thiết quá cho nên thầy nói chứ cái đó là cái của thầy chế ra thầy tu còn lúc mà đi học đứng xuyên hai cái giường hai bên này cái ông, ông thầy kia ông mới có 13 tuổi, 4 tuổi, thầy thì lớn tuổi. Cái khuya thầy nằm, lúc đó thầy chưa có biết cái niệm Phật rõ ràng. Thầy nghe cái tiếng của, tiếng gì ông nói, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông niệm, năm nhắc ông niệm. Này. Thì đó là, bây giờ thì ông cũng là hòa thượng lớn rồi. Tức là huynh Minh Duyên, Minh Duyên là đệ tử, đệ tử óc của hòa thượng Thí Tịnh. Ở đó ông cũng học thầy lớp Thầy mình duyên mình lẽ rồi mình về mà bữa hôm dịch niệm phật tám mũi thầy nghe tự nhiên nghe một lần thầy nghe thầy nằm bay nghe hồi đó mình chưa biết niệm thầm mà nó ra cái hơi mạnh như vậy đó niệm rồi thầy nghe vô lòng cái tự nhiên thầy bắt trước thầy niệm theo thầy bữa ổng sau này cái chuyên cùng tu và đốt tay đốt chân lùm tum đấy thầy lúc đó thầy hứng lên thầy muốn đốt cánh tay ông nó khoảng đốt rồi nó cháy nóng qua rồi quán chạy rồi rồi có kỳ lắm. Nó theo bây giờ đốt lấy xăng đốt. Rồi bữa mỗi người mới làm ba cục xăng để trên tay đốt, đốt nhắm mắt niệm Phật. Đó. Cho nên nó có duyên. Cho nên huynh nó nhỏ nhưng mà ông ông học niệm Phật trước. Lúc đó thầy lớn hơn nhiều nhưng mà thầy thầy chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi, chứ chưa biết cách niệm Phật. Rồi sau đó bữa coi sách coi đồ mới biết niệm Phật. Rồi sau đó tiếp tại thầy nghiên cứu của chứ không biết bao nhiêu là cuốn niệm Phật. Đó. Cho nên mình phải rắn học hỏi nghiên cứu tu tập. Bởi vì cho mình chứ không phải cho ai cả. Mà mình dù tu mình không có vật sanh thì mình cũng sanh lên chư thiên ít nhất cũng sanh lên chư thiên. Hoặc là nếu sanh trở lại làm người thì sẽ đầy đủ phước báo và không bị những cái pháp ác nó chi phối và mình sẽ tu được. Đó. Cho nên thầy thấy gần đây nhiều Phật tử ở nước ngoài họ hay điện thoại về Cũng có cả chục người Họ, họ hỏi về cái pháp tu Thành thầy thấy là cái đó chân thật lắm Giáo pháp là một chuyện, mình nói pháp Để giác ngộ là một chuyện Nhưng mà người ta muốn có cái pháp gì đâu Thì thầy nói pháp niệm Phật Thay vì thầy cũng biết cái cách thiền ngồi, cách thiền này kia luyện công rồi thầy cũng biết Cũng có cả chục phương pháp vậy Nhưng mà thầy thấy họ sợ không chắc không chắc không chắc là không chắc giải thoát rồi nửa đường cũng bỏ và hoài nghi cho nên mình thầy thuyết về cái pháp giác ngộ nếu người ta tỉnh thức rồi thì tự nhiên người ta sẽ tìm cái pháp để tu à. cho nên do như vậy hôm nay thầy mới nói thêm về cái cái về cái nước thiên của 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 ông ông ma ra đây này, trong cái cuốn nước thiên của sự bất tử này à. Người dịch là ông Vũ Toàn Ông Vũ Toàn này cũng là một cái người mà thầy tin ẩm cũng là một người giác ngộ Là một, một người Việt Nam Nhưng mà thầy rất kính trọng ông Có lẽ bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi Cái cuốn Am Das là do ông Vũ Toàn dịch Và tất cả sách hầu như là ông Vũ Toàn dịch nước Thiên có sự bất tử không biết bữa bữa trước trong trong cái điện thoại của thầy cũng có chữ vũ toàn mà không biết làm sao thầy làm lộn xộn sao nó cũng bay đi luôn mà không biết ông có nhắn tin không thầy không biết nhưng mà đó, cho nên cho nên bữa nay để thầy hồi nãy bởi vì hồi chiều thầy cũng muốn coi coi qua đoạn này thầy thấy nó rất là tha thiết rất là bí yếu cho nên thầy để thầy cái sự xuất hiện của hiện hữu nó sự xuất hiện vào lúc nào nếu mình không biết cái sự xuất không cái sự xuất hiện của cái hiện hữu là gì đó thì thật sự mình rất biết khó biết cái, cái ý thức nghĩa là mình nghe có thể cũng đã nhiều lần nhưng mà cái sự rõ ràng đó nó còn mơ hồ và nó chưa phải lúc nào mình đi đứng nằm ngồi mình đều thấy cái sự hiện hữu đó được cho nên mình phải cần phải học thêm và nghe thêm đây là nó cũng như sự vắng đáp á người khách hỏi là tôi cảm thấy giáo lý à, ở bên công giáo tức là thiên chúa hướng dẫn từ thân tâm đến ý thức nhưng không vượt ra ngoài ma ra nói khi nói đến Chiris krishna hay bất cứ đấng tiên tri nào khác thì phải hiểu rõ một một điều là khi các đấng ấy hiện thân thì chất liệu và công cụ cần cho tiến trình thể hiện Chí là ngũ đại nghe là ông ma ra này ông hay nói là ngũ đại tức là mình gọi là tứ đại đó tức có lẽ là nó nó sẽ có một cái đại nữa là không và thức đất nước gió lửa và thức và không nó có thể là là lục đại hay là thất đại không những thế sự hiện hữu xuất hiện từ các hình tướng hữu Thân này còn là kết quả của những tương tác giữa năm đại. Sự hiện hữu thể hiện chính nó qua ba na và chỉ tồn tại. Chúng như chữ na là sát tra và sự thanh tịnh tâm sáng vào hai hòa. Bởi vì có những từ mà nó ẩn ở trong cái chữ Ấn Độ và chữ 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 ri đó nhưng mà nếu học ấy thì chúng ta cũng cũng phải biết qua người ta dùng cái từ đó vào những cái cái lúc nào ở trong cái sự mà tu tập ấy. sự hiện hữu có thể chính nó qua ba guina và chỉ tồn tại chừng nào còn có tính chất thực phẩm của ngũ đại và khi sự hiện hữu biến mất các đáng cứ thế này không còn biết sự tồn tại của họ cũng như những gì họ đã làm trong trạng thái hữu thân bởi vì cái điều này là một cái điều mà chúng ta cũng khó biết và cũng khó tin là bởi vì tất cả bây giờ ông bắt đầu luôn luôn ông, ông ra này ông bắt đầu từ cái tính chất vật lý ông nói bất cứ một con người như thế nào muốn xuất hiện một cái gì cũng phải ở trong cái thân này và cái thân này thì nó nằm ở trong ngũ đại nghĩa là trong những thực phẩm những thức ăn mà từ cái đất, nước, gió, lửa hoặc là cái thực phẩm mà dinh dưỡng của chúng ta đó nó truyền qua nó là cái chất dịch và chất dịch nó truyền qua tất cả các cái bộ phận tiêu hóa rồi nó thành chất dịch và nó lên cái hệ thống thần kinh và nó lên não trạng và nó nó hòa đồng ở trong cái tính chất để biến đổi thành ra cái âm thanh, thành ra cái năng lượng và chúng ta dùng nó qua những cái sự quy định của cái 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 thói quen của những tiếng lời cũng giống như là một cái cái cây tre là một cái cây đàn người ta làm cái ống sáo hay là làm cái, cái 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 cái, đàn guitar chẳng hạn vậy đó hay là cái băng rolling chẳng hạn thì người ta mới bấm vào đó thì nó qua những cái lỗ qua những cái dây đàn rồi nó mới phát thành cái âm thanh nếu thiếu cái thiếu cái dây đàn và thiếu cái cây đàn bất cứ cái gì cũng vậy thì thì nó không thể sanh ra cái âm thanh mà cái trong cái âm thanh đó nó là quy định như cái chúng ta đã quy định đã biết qua cái quy trình của của ngôn ngữ học của cái tiếng lời thì chúng ta mới sinh ra cái cái chính chất hiểu biết và truyền cảm lẫn nhau được còn nếu nó thiếu cái đó thì không được vì thế cho nên nó nó đều là thực phẩm nhưng mà cái điều này nó có vẻ là 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 vừa duy vật mà vừa triết học nó hơi khó nhưng mà chúng ta cũng tập nghe cho nó quen đi tồn tại chừng nào còn tính chất thực phẩm của ngũ đại và sự hiện hữu biến mất các đấng cứ thế này không còn biết sự tồn tại của họ cũng như những gì họ đã làm trong trạng thái hữu thân nó có vẻ là xác thực nhưng mà cũng có lẽ là phủ nhận một cái gì đó qua những vị kia ông nói là tất cả đều phản ứng của vật chất thôi vật chất và có cái ngày đó cũng mượn qua vật chất thì dĩ nhiên nói như vậy nhưng mà có những điều thì thầy cũng chưa rõ lắm một người lần đầu tiên kinh nghiệm thế giới vào lúc nào và bằng cách nào kinh nghiệm này chỉ xảy ra sau khi sự hiện hữu xuất hiện từ thân xác được nuôi dưỡng bằng tinh chất thực phẩm của ngũ đại đó. Kinh nghiệm này chỉ xảy ra khi sự hiện hữu xuất hiện từ thân xác được nuôi dưỡng bằng tính chất thực phẩm của ngũ đại. Sự hiện hữu này cũng giống như một kính viễn vọng, một người quan sát mặt trời, mặt trăng và các vì sao bằng kính viễn vọng này. Nhưng người quan sát thì không phải không phải là kính viễn vọng và phạm vi quan sát của nó tương tự như thế sự chứng kiến thế giới ngũ đại hữu hình và vũ trụ xảy ra đối với cái tuyệt đối hai nguyên lý vĩnh cửu bắc sinh được gọi là para brahman nhưng cái tuyệt đối người chứng kiến không phải là sự hiện hữu tức phương tiện chứng kiến và cũng không phải là vũ trụ hữu hình bị chứng kiến ví dụ như thế này Nói cái này là bắt đầu từ lúc nào mà mình biết là có mình Biết là là, là mình hiện hữu Tức là mình tự nhiên mình Tự nhiên là mình thấy có mình Thì thì trong cái dịp này thầy cũng nói lại là Là bữa trước thầy có nói là lúc mà thầy 3 tuổi ha, à, Lúc mà thầy không biết là mấy tháng đó, Bởi vì thầy chưa lặt được, chưa bò được Mà thầy không biết là thầy mấy tháng Bởi vì cũng cha chưa ai nói Thầy biết được là lúc đó thầy mấy tháng nhưng mà chắc chắn là thầy chưa ngồi dậy được Chưa bò được Thì thầy thấy một cái bóng đỏ Một cái gì ở trên trần nhà đó. Thầy bước ré lên, la lên Khóc ré lên Mà thầy còn nhớ cái tiếng khóc của mình Tiếng ré lên Không biết tự sao mà mình mình khóc vậy Bởi vì trước đó mình chưa từng biết Chưa từng nghe cái Mình có thể mình khóc khoảng trăm lần rồi Nhưng mình chưa từng nghe Nhưng mà lúc đó thầy vừa nghe Ré lên thì thầy nghe và thầy cảm thấy mình sợ và đồng thời ai đó tới ẩm thầy lên Thì thầy thấy cái cảm giác ấm áp của một cái người nào ẩm Mà thầy cũng không biết đó là má ẩm Hay là hay là bài vũ ẩm thầy Thầy cũng không biết nữa Thì lúc đó thầy ý thức Thầy ý thức được thầy Nghĩa là ý thức tự nhiên mình là thấy mình Mình ý thức được mình đó. Cho nên bắt đầu từ cái ý thức đó Nó xảy ra nếu mà mình có ai chỉ cho mình Thì lúc đó mình ý thức về cái sự hiện hữu của mình Là mình đang tồn tại Mình đang có mặt đang bây giờ đó Cũng như em bé ở bên Cali Bên Mỹ đó Mà mấy bữa mà nó nói chuyện với thầy đó Là nó ý thức rất rõ Về cái con người của nó Vì khi ý thức rõ rồi Thì nó mới biết nó là cái gì Nó mới biết cái từ hiện hữu đó cái gì Tức là nó biết cái ngoài nó Và cái đang xảy ra đó. Cho nên tự nhiên mà nó phát minh ra giáo lý tức là cái vô thường cuộc đời này nó không ở đó nó không rõ ràng à, cũng như dòng sông nó không không phải là dòng sông mà nó là những cái cái lượng nước đang trôi chảy thế giới này nó cũng giống như một dòng sông đang trôi chảy nó trôi chảy ngang qua cây cối ngoan, ngang qua đất đai ngang qua không gian nó trôi chảy và con người mình cũng là một dòng sông đang trôi chảy Rồi người lại ra đi như đã đến Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù Tôi ngồi lại bên cầu Thương di vãng nghe trong hồn Cây cỏ mọc quăng vu Câu thơ này của Hoài Thánh, bà Hoài Khanh Cho nên cũng như con người ngồi dưới gầm cầu Mà thấy nước trôi chảy Bởi vì cái nước nó ngoài mình Cho nên mình thấy được Nhưng mà cái thân này Mình ý thức cái thân này Là mình Cho nên mình không thấy điều đó nhưng mà một lúc nào mình hiện hữu và vượt qua hiện hữu thì tự nhiên mình thấy cái thân mình nó bắt đầu nó teo lại nó già nó chết và nó bắt đầu nó có những cái tính chất khác lạ và sớm mưa chiều nắng sớm buồn chiều vui sớm khỏe chiều mạnh sớm mạnh chiều khỏe mình thấy tất cả những cái sự vô thường sự biến dịch và trong khi chốc lát mình đã thấy mình thay đổi rồi ví dụ mình ngồi đây một hồi thì nó vững vàng rồi một hồi thì mình thấy nó mệt mỏi rồi nó có cái gì đó rồi mình yên lặng mình nhắm mắt thì mình thấy trong người mình nó, dao động dữ lắm thay đổi dữ lắm và cái thay đổi đó tức là bắt đầu cái cái cơ bào của mình nó bắt đầu nó biến đổi mình thấy cái vô thường rồi con mắt của mình nó không rõ ràng tay mình nghe không rõ ràng cái cái tâm trí của mình nó mờ mịt nó không biết gì lần lần nó tâm tối Bắt đầu từ bây giờ Mình thấy cái thân này nó rất là vô thường Gọi là mình thấy cái sân ra Sắp sân anika Tất cả sắp là tất cả Sân ra là tất cả sự vận hành Anika là vô thường Cũng là sắp bờ sân ra Đi uh, khá Tức là khổ Bởi vì thầy không biết đọc Bali Cho nên thầy đọc giống như cái văn pháp Tức cái đi khá Đi khá là khổ rồi cũng sắp ba là tất cả sinh ra là cái sự vắng chuyển, biến đổi. Anatta là không có chủ thể, tức là tự nó sanh, tự nó diệt, tự tất cả nó, nó không có, nó không là của ai. Cũng như cái cây nó 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 có chất ẩm, chất nước, nó có ánh nắng, nó có đất rồi tự nhiên nó tương tác, nó phát sinh ra nó lớn ra thôi. Con người nó cũng vậy. Nữa nó không có ngã không có gì cả đó. nhưng mà tự tự những cái sự không hiểu của mình đó mình phải đặt cho nó cái gì cho nên mình nói cái tôi dù từ, từ cái tôi đó mình bước bảo vệ mình bước duy trì mình bước nắng nót nó trở thành một cái cái ngã to tát đó. rồi mình kẹt ở trong đó và mình mình mê mũi và mình đoạ lạc ở trong đó <laughs> cho nên cái thế giới này nó ở trong cái vô thường mình không thấy được thành do như vậy Nghĩa là ông ma ra chỉ nói cái từ hiện hữu Tức là mình ý thức mình đang có mặt Mình đang là như thế này đó Cái chỗ này để chi Nếu mình thấy quá đó Thì thật sự mình không không biết cái hiện hữu đó Cái chữ hiện hữu này để nó lại cái giới hạn Để mình thấy từ đó Mình tự nhiên mình là sanh ra một cái vọng tưởng Mình sanh ra một cái niệm gì đó À mình muốn nghĩ tới cái này Mình muốn suy là cái kia rồi mình muốn chạy đầu này, mình chạy đầu khác. Mình sanh ra những cái chuyện dao động của tâm thể mình đó. đó. Rồi tự nhiên cái mình lọt vào cái không hay, không biết, không gì cả. Mình rơi vào cái niết bàn, rơi vào cái vô niệm mà mình cũng không biết. Rồi mình rơi vào sanh tử mình cũng không biết. Nhưng mà nếu mình ý thức vào cái hiện hữu đó thì mình sẽ biết được. Bởi vì trong hiện hữu này mình yên lặng, mình biết mình đang tồn tại, đang có mặt mình và tất cả sự vật một lượt. Nó đang như thế này. Thì chính trong khoảng khắc đó mình đương thiền Cũng như lắng nghe cũng là một sự thiền Sự thiền mà sự thiền cao cấp Bởi vì sao? Bởi vì tất cả thân tâm mình không cần làm vậy cả Mà mình chỉ tập trung ở một cái điểm mà lắng lắng nghe Lắng nghe nhưng mà không nặng, không nhẹ Không phải là mình chú tâm, mình tập trung nặng Nếu mình tập trung nặng thì mình sẽ sanh ra cái cảm giác Sanh ra một cái sự kêu bằng nó nó ma mảnh nào đó một cái tính chất nó gọi là âm thị mình thì có khi mình thấy nó không rõ ràng nhưng mình yên lặng về tự nhiên mình thấy tức là mình ngưng mình vô niệm đó. tự nhiên thân tâm mình nó rụt rịch chỗ nào mình cũng biết thân mình cũng biết mà tâm mình cũng biết đó. và mình canh chừng đó gọi là ngự thống tâm như lục mã mình coi như là coi đi trên xe sáu ngựa đó. Mình biết cái chỗ nào con nào chạy trước Con nào chạy sau Mình biết hết Cho nên trong này, cho nên Còn nếu mình đưa ra một pháp Tức là thật sự Trong khi đó mình quá loạn đi Mình quá Mình quá Nghĩa là nó nó, nó ồn ào Cho nên mình phải kèm chế Kèm thân Rồi kèm khẩu Rồi kèm ý Khẩu thì mình không nói năng Ý thì mình không nghĩ suy Rồi thân thì mình yên tĩnh lặng rồi mình đưa ra một phương pháp để áp chế để ràng buộc nó như hơi thở hay là một cái pháp gì đó đó thì trong khi đó cái pháp đó nó thành tựu thì nó trở thành một cái khuôn đúc có thể là mình ngưng ở trong cái điều gọi là thiện tốt nhưng mà thật sự nó rất chậm thấy tánh rất khó còn bây giờ cái gì nó xảy ra mình cũng thấy cả rồi cuối cùng cái không xảy ra mình cũng thấy rồi giữa cái không xảy ra và cái cái xảy ra mình cũng thấy tức là mình thấy thấy vô niệm mình biết được cái đó <laughs> khi mình biết cái đó tự nhiên cái tâm mình định đó mình không bao giờ loạn mà mình mình biết mình thường định ví dụ mình thích cái gì là mình định đó ví dụ mình tự nhiên mình nhìn cái gì đó thì tự nhiên cái tâm đó trong khoảnh khắc ít nhất là một cái khai móng tay mình không có loạn không có niệm cái đó, đó hoặc mình thấy cái gì lại mình nhìn cái đó thì mình ý thức lại cái đương nhìn đó mình cũng đang định Con người mình nó rất là định Chứ nó không có loạn Nhưng mà nó định vào từng cái sự thu rút Của, của bên ngoài Và mình thu rút bên trong Ví dụ như bây giờ thầy Thầy đi đi tắm Mà thầy muốn kỳ cỏ chỗ nào Thầy cũng rờ ví dụ không thấy Thầy phải đưa tuốt tay sao mình Kỳ cái chỗ đó mình coi thử nó có ra đất chưa rồi nó có cái cục cây gì cái cái ống đó, cái ống mà nó 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 bắt giống như một cái hình uh, tam giác vậy đó. thầy cầm cây thầy cà cà mà mình phải coi cả đúng cái chỗ ngứa của mình cái chỗ đất của mình đó mình cà 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 <laughs> bởi vì nếu mình mình làm quan làm vua thì có người họ kỳ lưng nhưng <laughs> mà bây giờ chưa bao giờ mình mình làm lớn được cho nên không có ai kỳ lưng cho mình thì mình phải kỳ lưng cái tay mình nó ngắn kỳ cũng được mình phải cho nên mình ý thức từng tí từng tí ừ. Ừ. cũng như mình ngay cả khi mình đi tiêu đi xả mình cũng ý thức cái dòng nước hay là cái phân cái gì nó đi từ đâu đâu mình ý thức ở trong ruột của mình, mình ý thức ra cho nên mình ý thức đó mình ngầm cũng có thể điều khiển nó chút ít được đó cho nên mình biết về thân biết về tâm mà nếu cái tâm mình không hiện hữu không có định thì mình đâu làm được điều kiện đó nhưng mà thấy ai cũng cũng định được, ai có hết thích cái trò chơi đó là định được. Cũng như hồi đó thầy biết cái, cái pháp thiền mà quỳ giống như nhật quỳ, quỳ mình, mình ngồi ở trên cái hai cái 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 đầu chân của mình phía sau đó, rồi mình hít vô. hít theo đường chiếu sông mình xuống cho tới hậu môn mình nhíu hậu môn lại một chiêu, cái mình thở ra mình hít vô, mình thở, mình làm như vậy nó mau mạnh là mình làm chừng cỡ một tuần mình mạnh đó, cái thầy sợ quá sợ nó mạnh quá sợ nó nó kỳ cục cứ bỏ đi đó nhưng mà mình phải phải chú tâm cho thật sự cái chỗ đó mình thấy cái mình đưa xuống xương sống xuống, xuống cho tới cái chỗ hồn môn mình nhíu lại tức là cái ý mình tới đó cứ mình thở ra thổi ra đó. nhiều cách tu lắm à. cho nên do như vậy nhưng mà thầy thấy thầy thầy nghĩ rằng nếu tu cái nào nó được cái này nhưng mà khi được rồi thì mình dính luôn cái đó mình trở thành ông thầy của cái cách luyện đó rồi mình mình lại truyền bá cái đó không nhưng mà cái thầy 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 không có sợ nó được nó không được mà thầy sợ nó nó dính với cái pháp đó ngay cả chỉ có cái cái tương đối là cái 16 sáu tệ minh sát đó, thì thầy thấy nó, nó gần gũi hơn nó chính xác hơn nó, cái vipassana đó nó, chính xác hơn còn ngoài ra những cái khác thầy ít nhưng mà thầy cũng thử hết thử đâu nó thật sự chứ không khó dễ cả nhưng mà thầy thấy cái pháp mà mình kiến tính đó tức là mình tỉnh thức mà thấy được cái vô niệm đó thì cái này là thầy thấy nó là vua cho nên nó bắt đầu từ cái sự hiện hữu cái, cái từ hiện hữu này nó có một cái công dụng rất là đặc biệt thành mình tu là mình, 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 mình có thể là mình muốn giác ngộ mình trân trọng và mình nghĩ rằng ông Mara cũng như Rishongti thật sự là những những vị đó là những vị Bồ Tát và những vị đó họ họ đã đắc đạo rồi cho nên họ biết một cách chắn chắn vò xe đã thành công nữa rồi chứ không phải là họ đang tu đâu cho nên mới nói là uhm. những người quan sát thì không phải là kính viễn vọng bởi vì mình quan sát là mình đặt cái con mắt ra ngoài mình thấy đằng kia mà cái quan sát là ở bên trong chứ mình không phải cái kính mà mình cũng không phải là cái đó. Cũng như mình quan sát hơi thở mình, hơi thở mình biết là không phải là mình rồi. Đó. Mà mình quan sát cái cái thức của mình thì mình thấy nó sanh diệt hay là vọng tưởng thì mình biết vọng tưởng cũng không phải là mình rồi. Bởi vì cái đó là nó nó sinh lên rồi nó biến đổi và mình không thấy nó thì giống như nó không có. Mà mình thấy nó nó có có thì nó ở bên ngoài là bởi vì cái thấy của mình nó mới quan trọng cái tính thấy mình mới quan trọng mà mà sở gì mình thấy như vậy là mình được cái vô niệm mình mới thấy còn nếu mình dính vào một cái niệm gì thì mình làm sao thấy được Đó. cho nên cái điều này nó rất rõ ràng không có ai chối cãi được chuyện này đâu Đó. cho nên mới nói là tương tự như thế sự chứng kiến thế giới ngũ đại hữu hình và vũ trụ xảy ra đối với cái tuyệt đối hai nguyên lý vĩnh cửu bất sanh được gọi là para brahman nhưng cái tuyệt đối người chứng kiến không phải là sự hiện hữu tức phương tiện chứng kiến và cũng không phải là vũ trụ hữu hình bị chứng kiến cái cái người chứng kiến á, thực sự ở đây muốn nói là cái, cái ý thức ý thức là có cái, cái ý thức để chứng kiến cũng như mình thấy mình biết cái mình tu mình vậy là mình mình có kỹ thức biết và mình biết là mình đang ngồi đây mình tu chống ai cả vì thế cho nên mình chưa chưa vượt qua cái kỹ cái, cái thức đó. đó không phải là sự hiện hữu tức phương tiện chứng kiến cái, cái, cái người đó cũng 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 là cũng chỉ là cái phương tiện thôi bây giờ câu hỏi là 10 ngày trước khi nhập thai ông đã làm gì <laughs> Cái này có trời mà biết nhưng <laughs> mà trên nếu thầy thầy lá táo thì thôi thầy nói xin ngài nói ra để cho cho chúng tôi biết nó rõ ràng hơn là tôi nói tôi nói sợ nó nó không trúng nhưng mà có lẽ thầy nghĩ là có lẽ ông có thể biết được đây không phải là câu trả lời đúng ông nghe bởi vì bây giờ nha 10 ngày khi nhập thai ông đã làm gì thì cái 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 cái, người hỏi đó ông nói là chỉ quan sát ông cái câu trai ông hỏi thì cái người mà nghe đó chỉ chỉ quan sát thì ma ra bứ đắp không phải là câu trả lời đúng bởi vì không phải là sự quan sát ông phát biểu từ quan điểm nào ta muốn đặt ông vào vị trí của cái kinh kinh viễn vọng Ta đưa âm xuống với tầm hiện hữu Nhưng âm lại để Để ta nói gì với ông về cái kính viễn vọng Kính viễn vọng tức là một cái gì đó Để mình thấy, mình lấy cái thấy, mình thấy Mình cái bên ngoài để mình xác định Còn cái bên trong cái tuyệt đối đó Thì mình chưa biết được đó. Kính viễn vọng đó là cái gì Nó được tạo ra bởi một cái gì đó Nó đã xuất hiện từ một cái gì đó thay vì tập trung vào điểm này ông làm ông làm nhảm hay chuyện này sang chuyện khác ông làm nhảm hay chuyện này sang chuyện khác và tự cho mình là người hiểu biết có phải ông kinh nghiệm và quan sát thế giới bằng cái kính viễn vọng đó không nhưng ông cái tuyệt đối không phải cái kính viễn vọng có đúng thế không thật sự là cái ý thức của mình cái 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 năng động của mình cái năng lượng của mình và mình qua cái cái tầng của các hệ thần kinh Cái ý thức và mình cảm thấy mình quan sát mình biết thì tất cả cái đó giống như là cái cái bộ phận của cái kính hiển vọng mình qua nó tức là con người của mình hay là kể cả cái não bộ của mình cũng chỉ là một cái, những cái bộ phận trong cái kính hiển vọng đó mình mới biết được vì thế cho nên cái biết đằng kia và cái 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 chủ thể và cái khách thể hai cái đó nó đều không phải là cái không phải là mình, không phải là cái tuyệt đối. Mà thường thường mình biết được cái đó, mình cũng cho là ghê gớm rồi, nhưng mà nó không phải. Bởi vì mình biết cái đó nó khóc hơn cái mình chưa biết. Và cái cái chỗ cái tánh biết của mình nó cũng còn tương đối thôi. Chứ không phải là nó nó phải vào cái mà mình chưa từng biết, chưa từng thấy, chưa từng nghe. Và cái đó nó không có ngôn ngữ Thì lúc bây giờ mình mới thật sự Là mình chứng cái tuyệt đối Và mình cũng sống trong cái tuyệt đối đó Thay vì ở yên tại điểm này Trong sự hiện hữu âm lan sang Hết chỗ này sang chỗ khác Xa rời điểm đứng của ông Thế thì làm sao ông có thể đạt được sự an ổn Người này mới hỏi Đó là tất cả tên gọi và trò đùa của cuộc sống đó. Ông này ông ông cũng cũng ông hỏi này ông cũng là trí thức và cũng léo mép dữ lắm. Cái nào ông cũng nói được. Với thái độ hiện nay của ông thì vô lượng cái biết cũng không thể đem lại cho ông sự an lạc. Đó. bởi vì sao? Bởi vì ông này cái ông mà đối đáp này ông cũng giỏi quá và ông cũng léo mép cái gì ông cũng cũng có cái chuyện mà để hỏi và để nói và để trả lời được hết cả. Bởi vì chúng ta biết là sao tức là ông này ông rất nhạy cảm ông ông thấy ra cái manh mối ông để ông trả lời nhưng mà thật sự tất cả trả lời đó đều là cái thức biết chứ không không phải là ông, ông biết thật cho nên chỉ mà ra ông mới nói cái chỗ này nữa thôi cho nên ông nói với thái độ hiện nay của ông thì vô lượng cái biết cũng không thể đem lại cho ông sự an lạc đó. sự hiện hữu được gắn cho vô số danh xưng và tước hiệu cái sự hiện hữu đó nó gắn tức là cái không là gì và cái tính biết đó mà mình không ở yên trong đó để mình thấy mà mình lại gắn cho nó qua cái thức tri của mình tức là qua cái cái biết của mình cái tưởng tri là cái vọng tưởng là cái mình mình sanh ra cái, cái 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 gọi là cái y tha khởi tánh cái cái biến kế sẽ chấp như ở trong trong kinh giải đó. Nhưng mà mình không thấy cái đó rồi mình đã lấy cái đó để mà mình làm cái chỗ tựa để mà mình mình phán xét sự vật thì cái điều đó mình sẽ, sẽ sai lạc sự hiện hữu được gắn cho vô số danh xưng và tước hiệu phải mắc đến chiến thắng để tạo ra cái kính viễn vọng đó chúng ta biết đó là cái gì tức là cái bào thai ở trong đó tất cả cái đó nó lắp đầy tất cả những cái quan năng mắt tay mũi lưỡi và nó tạo ra những cái hệ thần kinh nó tạo ra những cái não trạng cho đến tất cả có cái tế bào não của nó thật sự là nó đều là vật chất và những là nó nó pha trong một cái 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 gì đó để nó tạo thành một sự hiểu biết thành sự hiểu biết này đâu có dính dấp gì đâu nó đâu có dính dấp gì tới cái tâm tâm ngộ đâu à. phải mất đến chín tháng để tạo ra cái kinh viễn vọng này từ ngũ đại có bao giờ ông tư duy về điều này không qua kinh viễn vọng đó mọi thứ được kinh nghiệm và được được nhìn thấy Nhưng người quan sát thì không phải là kinh viễn vọng đó. Các ông, ông hỏi thêm này Đăng Krishna từng nói chưa hề có lúc nào mà không có ta Ông Mara trả lời Qua kinh viễn vọng tức sự hiện hữu Hai chi là hiểu hiện Hai chi là biểu hiện của người quan sát người quan sát chứng kiến thế giới hữu hình nhưng liệu ông có nghĩ rằng người quan sát cũng biến mất khi kính viễn vọng và phạm vi quan sát nó cũng không còn cho nên một cái gì đó khi mà chúng ta đặt lên kính viễn vọng hay là một cái kính lúp thì chúng ta thấy sự vật đó qua cái chỗ đó nhưng mà khi đó chúng ta bỏ cái kính viễn vọng đi chúng ta bỏ cái kính lúp đi thì chúng ta sẽ không thấy dễ cả và cái không thấy đó Nó có thật sự hay không Hay là cái thấy đó với thật sự Chưa chắc cái thấy đó là thật sự Nếu con mắt chúng ta mà nó đặt vào Giống như là cái cái, cái 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 kính lúp vậy Chúng ta thấy sự vật khác <laughs> Cho nên người ta nói con mắt của con voi nó khác Mà con mắt của con kiếm nó khác Con mắt của con mũi nó khác Nó thấy sự vật khác Chứ không phải là như mình tưởng con mắt Mà thấy như vậy đâu Màu sắc khác, hình dạng khác cũng giống như mình đính mình 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 đeo cái kính mà với cái độ số nào đó thì nó biến đổi cái cái tầm nhìn của mình cái hiện tượng thấy của mình cho nên mới nói rằng những nhân liệu âm có nghĩ rằng người quan sát cũng biến mất khi kính viễn vọng và phạm vi quan sát của của nó không còn tức là không mình không không có cái đó thì nó trở lại cái gì tức là cái không biết nhưng mà mình coi kỹ thật sự cái không biết đó là cái gì không biết không phải là không biết cái gì nhưng mà nó có một cái loại không biết cũng giống như cái hư không cái hư không mà không phải là cái hư không để đối chọi cái hư không vật chất này cái hư không nguyên lý đó là cái hư không mình không thể nói không thể thấy không thể biết được <laughs> cho nên trong thiền mới nói là nếu hiểu được hư không nguyên lý đó là đạt thành chân trí như như Nếu mình hiểu cái hư không nguyên lý đó Thật sự nó là cái bản thể Thì mình sẽ đạt thành Cái trí tuệ Tuyệt vời Và cái trí tuệ đó mình nói gì mình cũng không có sợ Bởi vì từ trong đó mà mình nói ra đó. đó là con người ngộ thật sự Thì biết được cái đó đó Để nói Một vật thể tồn tại Phải có hai điều kiện Điều kiện thứ nhất là vật thể Và điều kiện kia là người quan sát vật thể tức là có người quan sát và vật bị được quan sát thì chúng ta mới hình thành cái ngôn ngữ để diễn dịch và để nói ra cái đó đúng hay sai có phải không nếu không có người thấy cái cái ly này thì cái ly này nó 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 từ đâu mà có cái ý thức có cái biết đó mà cái ly này không có cái người biết thì cái ly này nó cũng không không biết nó là có hay không có cho nên hai cái đó nó kỳ cục, nó tự nhiên nó va đụng lẫn nhau và nó sanh ra một cái gì đó và chúng ta lấy cái cái phát sanh đó, lấy cái nhận xét đó, chúng ta làm một cái một cái mà để mình nương tựa, tức là cái tâm cái hiểu biết cái thức cái gì đó rồi mình nó sai lại trong cái đó thì chúng ta bắt đầu sanh ra cái lý luận, sanh ra cái tương tác của của tri tri kiến Cứ nói là Và điều kiện kia Người quan sát vật thể Tức là người nói có vật thể Đặc tính Đặc tính đầu tiên của sự hiện hữu Là ý thức về cái biết Ta hiện hữu Cái đặc tính đầu tiên Của cái sự hiện hữu đó là cái ý thức Về cái biết nó Cái này nó rất vô hình Nó rất mỏng manh ừ. Cho nên chúng ta muốn thấy được Cái không thấy không có dễ Thấy được cái thấy thì thì thấy được Thấy được vật thì thấy được Mà thấy được cái không thấy đó Thì nó mới là cái khó thấy nhất Chúng ta hãy tập chơi cái trò này để, để tìm ra một cái thủ phạm vô hình Một cái mà không biết thì chúng ta có thể chỉ có gọi là ma quỷ thôi Còn khi biết rồi thì thật sự nó là ma quỷ thật Nó nó không trúng với cái biết đó Sau đó vô số đạt tính khóc sinh khởi đây này. này đặc tính đầu tiên của sự hiện hữu là ý thức về cái biết ta hiện hữu sau đó vô số đặc tính khác sinh khởi nhưng người quan sát cái tuyệt đối ừ. hoàn toàn không có đặc tính vì thế được gọi là nirguna nirguna có nghĩa là phi phi tính cách phi thuộc tính vân vân chúng ta muốn tìm cái tuyệt đối tức là thật sự đúng ra chúng tìm ta tìm cái tâm đó nhưng mà cái tâm thì không bao giờ nó có hình tướng mà nó không bao giờ có tên gọi và nó không bao giờ có cái sự hiểu biết so sánh gì cả còn tất cả cái sự so sánh hiểu biết tên gọi hoặc là uh, sanh ra hành động quan sát hay là nói đi đứng tất cả nó đều là từ cái thức biến Tức là từ một cái gì nó đã có kinh nghiệm rồi Nó có cái dữ liệu rồi Mà nó mới phát sanh ra được Chứ không bao giờ mà nó tự nhiên mà nó nó sanh ra được Còn cái gì mà trước khi có những cái cái, 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 cái tính chất nhị nguyên đó đó Mà chúng ta hiểu biết được đó Tức là hiểu biết được cái mà chưa từng hiểu biết Chưa từng có Chưa từng phát sanh Chưa từng nghĩa là Tức là biết được cái mà mình không biết thì làm sao mình biết được cái Mình không biết Cái mình chưa từng biết thì làm sao mình biết được Mà nếu mình biết được cái cái đó thì nó thành ra cái biết Chứ làm sao thành ra cái không biết được Bởi vì cái không biết thì nó đã là không biết rồi Còn cái biết thì nó đã là cái biết rồi Thì bây giờ lấy cái biết mà biết cái không biết Thì là nó sanh ra cái gì Thì cái này nó rất mâu thuẫn Cho nên cái biết còn khó biết Còn huống gì là biết cái không biết biết cái mà không ngôn ngữ cái không ngôn ngữ đó chúng ta thấy không ngôn ngữ nhưng mà cái đó là cái thấy cái biết không ngôn ngữ còn cái không ngôn ngữ khác nó cũng còn vượt qua cái cái thấy nữa đó. cho nên cái tầng hiểu cái tầng ngộ nó, nó có sâu cạn thật sự cái biết nó cũng bắt đầu là cái ngộ nhưng mà cái tới cái vô niệm nó rất lạ lùng và vượt qua cả cái vô niệm mình không biết là mình vô niệm hay là niệm nữa cho nên vào trong cái tuyệt đối đó Thì chúng ta mới bắt đầu <laughs> Vượt qua tất cả những cái lực thu rút của, của, thế giới và và của nghiệp Cho nên ông, 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 ông người hỏi nào mới nói Ông đồng ý rằng Đăng Krishna không thể phát biểu bất cứ gì Khi Ngài không ở trong hình tướng thân xác Vì không có người phát biểu Ông <laughs> Mara mới nói Hẳn nhiên vì carina trong trạng thái tuyệt đối không có phương tiện nào để phát biểu và phát biểu cho ai bởi vì trong cái, cái tuyệt đối đó, nó không thể nói được nó không có có cái mà để nói bởi vì chỉ, chỉ chúng ta nói một cái điều gì thì chúng ta có ý thức mới nói được mấy con hiểu không mình ý thức cái gì mình mới nói được ví dụ một là bên trong chúng ta có cái nghĩ ý thức về cái tướng mà mình muốn nói ý thức về vấn đề, ý thức về cái gì mình mình sắp nói, mình muốn nói thì mình mới nói ra được. Dù chúng ta biết hay không biết nó đều có cái dữ liệu đó. Còn bên ngoài thì chúng ta muốn nói một cái gì, chúng ta thấy cái này là lại thì chúng ta muốn nói về cái này, thấy một cái này thì chúng ta nói cái này. <laughs> hay là giữa cái gì người ta không biết mà mình muốn diễn đạt thì mình cũng đã biết cái đó rồi mình mới nói được. À. Cho nên do vậy tất cả chúng ta thấy cái tương đối đó không phải là hiện tượng giới mà nó là một cái tính chất phi hiện tượng ở bên trong nó vẫn bị nó vẫn bị kẹt bởi cái, cái cái tương cái 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 tương đối mà mình không thấy được. Cũng như bây giờ mình buồn, vui, thương, ghét, muốn nhưng mà giá trị thì cái đó dễ biết rồi, nhưng mà chúng ta không buồn, không vui, không thương, ghét, muốn thì chúng ta có một cái trạng thái đặc biệt nào đó nhưng mà điều đó là cũng là nó đã phản ảnh với 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 cái 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 thực và cái vô thôi rồi có cái mà chúng ta không biết dễ cả đó. cho nên cái tuyệt đối đó nó, nó nằm ở ở một cái giới hạn hai chiều một chiều á, là khi chúng ta ngủ ngủ sai ngủ sâu không biết gì cả vừa qua thì cái này chúng ta ở trong một cái tiềm năng mà chính mình cũng không biết được nhưng mà dĩ nhiên là nó không mất khi chúng ta đánh thức dậy á, thì nó sẽ phát sinh ra à, nhưng mà khi đánh thức dậy thì chúng ta có cái tầm nhìn để nhìn sự vật và bắt đầu phân biệt bắt đầu kêu bằng suy luận tất cả sự phân biệt mà suy luận này thì chúng ta lấy cái sự hiểu biết trước kia rồi lấy cái, cái <laughs> những cái quan điểm từ cái cái thời gian quá khứ chứ không phải là cái chúng ta thấy bởi chúng ta thấy biết thì cái đó là cái gì rồi <laughs> cho nên bắt đầu mà chúng ta thấy cái đang là đó nhưng mà thật sự cái đang là đó nó vẫn còn một cái giới hạn của cái biết đang là cho nên nó rất là cho nên thấy những cái gì mà trong cái thấy mà mình thấy được cái không thấy cũng như trong cái không thấy mà mình thấy được cái thấy thì cái đó nó rất gần gũi Đó là cái câu vừa nói Đó là câu của thầy chứ nó không phải là trong này <laughs> Cho nên nói Một khi nhận ra rằng Tất cả những gì đang diễn ra Chỉ là sản phẩm và vở kịch Của ngũ đại trong cõi giới hiện hữu Thì ông không còn bị tác động bởi những gì trong cõi giới hiện hữu và ông xa lìa nó tức là chúng ta biết tại sao chúng ta nói, tại sao chúng ta nghĩ, tại sao chúng ta phân biệt và tại sao chúng ta không biết mình biết những cái đó rồi thì sau này á mình hiểu được cái 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 đó như là cái bài giảng trong này đó thì sau đó rồi những cái đó nó tác động mình mình không không có lạ nữa mình không thấy nó nó là gì hết cả và mình mình sẽ không bị chạy theo nó tức là không buộc cuốn theo nó tức là có có thể nói là mình biết một cái gì thoát ly ra tất cả giữa cái, cái cái những cái xảy ra và cái chưa xảy ra chúng ta đều biết bởi vì cái chưa xảy ra thì trong tâm mình nó có sự đoán định có sự nghĩ tưởng và có sự dự đoán có sự tiên tri về cái vấn đề nó sẽ xảy ra nhưng mà cái sự tiên tri kể là cái chưa biết mà có thể mình biết được và cái mà mình biết được trong cái hiện hữu hai cái này khi mà mình đã hiểu được cái chân lý rồi Thì hai cái này nó không làm mình giật mình nữa Nó không làm ôn màu nữa <laughs> Cho nên lúc đó mình sống theo chính mình Ngoan toàn theo chính mình đó. Không có gì không có gì lạ hay cả Cho nên chúng ta có thể là chúng ta hiểu không suốt được hay đâu Nhưng mà nó làm cái tiền nghiệm, tiền đề cho chúng ta Để một lúc nào chúng ta thấy trong cái lý luận mà chưa hiểu đó chúng ta biết sẽ còn một cái gì mà mình phải thiền định mình phải đi sâu vào cái chỗ đó để mình vỡ ra cũng như giống như chúng ta có một vật quý nào đó chúng ta biết bây giờ mình chưa xài được chưa bằng chưa bằng cách nào nhưng một lúc nào chúng ta sẽ dùng nó dùng nó được có cách chúng ta dùng nó nhưng mà chúng ta biết đây là quả nhiên là một cái quý giá chứ không phải đơn giản Cho nên ta chỉ chú ý đến phương diện mà nhờ đó ta biết ha. Ta hiện hữu Và qua đó ta kinh nghiệm thế giới Bởi vì từ cái hiện hữu đó chúng ta mới có kinh nghiệm về thế giới Nếu chúng ta không biết cái, cái hiện hữu thì chúng ta không có kinh nghiệm về thế giới Cũng như ta biết cái hiện hữu thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm về cái tuyệt đối Bởi vì cái chỗ chưa phát sanh nhưng mà cũng từ cái giới hạn của từ hiện hữu cho nên ở trong một cái cuốn sách của của Mara, một cái cuốn sách khác hiện cuốn này ở trong bàn thầy hạ đọc đó nó có từ năm trăm mấy chục từ đều là bằng cái chữ khởi đầu bằng chữ ta hiện hữu mà nó có năm trăm ông nói năm trăm cách nói như vậy đó năm trăm lần nói như vậy đó <laughs> nhưng mà chúng ta phải hứng thú phải thích nghề thích tìm hiểu cái 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 loại ngôn ngữ này thích hiểu cái trò chơi thích hiểu ở trong một cái cái giáo lý siêu việt này thì chúng ta mới có khả năng đọc được cũng như có khả năng nghe được chứ nếu không thì rất cũng rất khó mà bây giờ chúng ta không hiểu thì cũng không biết lúc nào mà chúng ta hiểu được ừ. chung này chúng ta chỉ chú ý đến phương diện mà nhờ đó ta biết ta hiện hữu và qua đó ta kinh nghiệm thế giới ta chẳng cần biết đến các quyền lực siêu nhiên và bất cứ gì xuất hiện câu hỏi quan trọng duy nhất là phương tiện này đã tình cờ mà có như thế nào đó. cái phương tiện mà chỉ để chúng ta biết đó cái tình cờ mà nó có hay là một cái gì trước nó để nó phát sinh ra đó chứ tức là chúng ta truy nguyên chúng ta suy tìm lại ở trong thiền thì chúng ta tìm lại cái ban đầu bằng nhiều cách bằng cách chúng ta quan sát về ngũ ấm về sắc thọ tướng hành thức và cái gì phát sinh ra sắc thọ tướng hành thức và trong sắc thọ tướng hành thức thực sự là gì còn trong cái giáo lý về tổ sư thiền thì chúng ta tự phát mà thấy tự đặt câu hỏi và câu hỏi đó nó đến mức cuồng nghĩa là cuồng trí và chúng ta trở thành một cái cái tính chất nghi hoặc cái nghi tình trở thành một khối và nó vỡ ra thì chúng ta hiểu một cách vô điều kiện đó cũng như băng kia mà khạc một cục đồm ra thì tự nhiên hiểu được cái chân lý sáng trong cái sáng đó. còn ngoài ra thì chúng ta rất khó hiểu còn ở đây là cái cách dùng một cái ngôn ngữ rất là 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 là, là, là bí hiểm bí quyết để nếu chúng ta lọt vào được cái một cái, cái ngôn ngữ mà có những cái cái từ nó như là một cái, cái 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 đầu của âm thanh, đầu của cái căn ngữ mà chúng ta hiểu được thì thật sự chúng ta sẽ có cái biện tài cảm cả cái ngôn ngữ siêu việt này và cái chúng ta hiểu được thì chúng ta có thể diễn dịch ra được. Khi chúng ta nói được, chúng ta diễn dịch được thì chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm không sợ hãi nữa và từ đó cái sự nhẹ nhõm đó nó làm cho chúng ta khinh khoái trong lòng ăn uống trong lòng và chúng ta vượt được cái thời gian vượt được 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 cái cái, cái chết đó <laughs> cho nên là ta chỉ chú ý đến phương diện mà nhờ đó ta biết tài ngữ và qua đó ta kinh nghiệm thế giới ta chẳng cần biết đến cái quyền lực siêu nhiên và bất cứ gì xuất hiện Câu hỏi quan trọng duy nhất là Phương tiện này đã tình cờ mà có như thế nào <laughs> Thật sự thì Chúng ta phải thăm thiền Và chúng ta phải nhờ những cái bậc cao nhân Và giải thích Tình cờ có hay là một cái gì có Cũng như bữa 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 ông Thành này Lên nhà chùa ra ra đi ông thầy ông hỏi Cái gì đó, cái gì sanh ra đó cái gì sanh mà dồn 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 đó, đó bởi vì ông, ông ông muốn nói là tôi là từ cha mẹ tôi sanh rồi ông sẽ hỏi là cha mẹ ai, sinh sanh thì nó bà cô bà tổ tôi sanh rồi cứ như vậy rồi cuối cùng thì, thì tới chỗ nào ý ông muốn ví cho cái 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 cô bé này để cô, cô cô thấy là cái sự hiểu biết của cô không tới đâu cả cái học đạo của cô chưa chưa đạt được và cô cũng 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 ông cũng chơi luôn, ông thầy ông ngồi đó để coi thì ông thầy ông có biết hay không, ông có lên tiếng hay không? Nhưng mà thầy ngồi thầy, thầy không có nói gì cả. Và sau thầy chỉ chỉ cho Kim Thành câu rồi nói, con biết thì nhờ sư chỉ dạy thôi. Đó là cái chuyện mà mà vậy. Đó. Bởi vì ông biết điều đó, cho nên ông mới hỏi. cho nên chúng ta học đạo thì nó cũng có những cái cái trò chơi ngoài lề à, cũng, như, <laughs> cũng như bên vành mắm ngựa đó <laughs> cho nên cái câu mà ông đặt cái nền quan trọng là phương tiện này đã tình cờ mà có như thế nào thật sự cái tình cờ hay là không tình cờ hoặc là nó có nhân quả như thế nào đó tức là nếu nếu chúng ta hiểu theo giáo lý cái là chuyên nghiệp của Phật á, thì tất cả nó từ cái vô minh nếu chúng ta hiểu vô minh thì hiểu được tất cả và vô minh là gì bởi vô minh là cái không sáng mà không sáng thì thật sự là cái gì không sáng không có nghĩa là tối bởi vì tối nó là cái vô minh rồi tức là không sáng rồi cái aviriza đó a là không viriza là sáng tức là cái không sáng Vậy thì cái không sống là cái gì? À. Cho nên chúng ta hiểu được cái đó Thì Thì chúng ta Nhưng mà thầy Thì hồi xưa thầy nghiên cứu cái đó Thì thầy thấy Thầy không bắt buộc là phải hiểu cái đó Nhưng mà thầy thấy được cái sự vận hành Nghe thầy thấy cái hành Khi cái hành sanh lên thì cái thức sanh lên Bởi vì vô minh dương hành Hành dương thức, thức dương danh sắc Cái cái vô minh Ví dụ tự nhiên mình thấy cái tâm mình đậm Tức là mình đậm từ cái mình không biết được Từ cái mình không có được Tự nhiên nó đậm đâu bao giờ mà nó sanh ra một cái niệm Sanh ra ý nghĩ Thì là cái hành Cái hành đó mình cứ cảm thấy biết Bây giờ nói về vật chất Bây giờ tự nhiên ngồi đây Cái cơ thể của mình nó dồn nén quá Ngồi cả tiếng đồng hồ rồi nó mệt Nó mệt thì nó ức chế trong này Nó mỏi nó gì đó thì nó làm cho mình biết mỏi rồi mình nó, nó tạo ra cái để mình sắp đứng dậy mình biết mình sắp đứng dậy thật sự từ cái vận hành đó mà mình biết nhưng mà mình thấy cái vận hành thì nó chắc ăn hơn đó mình thấy cái muốn cái muốn của mình cho nên mình nói mà trước khi mình thấy cái muốn thì mình thấy mình mình muốn mình muốn muốn mình muốn trong cái muốn đó tức là một cái gì đó nó thúc giục nó thôi thúc ra thôi thúc để cho mình có cái muốn cái cơ thể mình đó, tự nhiên mình thấy nó khó chịu mình khô khát khô khát cho nên mình nói thầy muốn uống nước đó. mình biết mình mình nói nó khô khát cho nên mình biết là mình uống nước mình biết mình mình muốn uống nước cho nên mình mới nói muốn uống nước đó. thì đó cái hành nó sanh ra thức thức là biết thức sanh ra danh sách Danh là cái tiếng lời Là cái chỗ phát ngôn Sắc là cái nước Là vào miệng mình là sắc Danh sắc là sinh ra lục can Mắt tay mũi lử Đó. Cho nên 12 nhân viên nếu mình hiểu được cái vô minh Nhưng mà vô minh không không thể hiểu được Bởi vì nó là cái không sáng không sáng thì mình phải ở trong cái không sáng đó mà mình thấy được tất cả cái chuyển động. Đó. Cho nên nó cái ý vậy. Cho nên mới nói là. À, mới nói. Là... Nhiều người đến đây với mớ kiến thức thu nhập được. Và mong đợi ta nhận xét về kiến thức của họ. Làm sao ta có thể. Họ đã bị. Chính mớ kiến thức đó ngăn che. Vậy cứ để họ tự tháo gỡ lấy. Đó. Nhiều người họ họ gặp mình á họ không thể ở không ở trong cái không biết mà họ đã ở trong cái biết. Họ ở trong cái biết và họ muốn mình nói để chứng minh cho cái biết của họ là đúng. Điều đó thầy gặp hoài. Cho nên nhiều khi mình nói nói chứ chứ mình biết cái nói của mình họ biết rồi. Nhưng mà cái biết của họ đó không chắc chắn là nó giống như cái mà mình đang nói. Cái chuyện đó nó từ một cái giáo lý Nghĩa là trọng tâm cao điểm nhất Cho nên cái chuyện rất là bình thường Họ gặp mình để họ nói lên cái của họ Nhưng mà mình hỏi vì sao mà họ nói cái của họ Vì cái động cơ nào mà họ nói lên họ Ví dụ như bây giờ Họ gặp thầy để họ muốn nói lên cái gì đó Mình biết rồi thì cái động cơ mà họ muốn nói đó là quan trọng hơn Nhưng mà họ không biết rằng tại sao mà họ lại có động cơ đó Nó lại còn quan trọng hơn nữa Còn cái mình họ nói gì về mình thì mình đã biết rồi Và ví dụ như nếu, nếu mình là một người một người đổ cầu tiêu á, thì nó a à, ông là một người đi đi đổ phân đâu có gì quan trọng đâu, mình đã biết mình là người đi đổ phân rồi Và mình làm cái nghề đi đổ phân mà Chứ đâu có phải mình làm vua đâu Thì họ nói họ, họ không thể Họ không thể làm cho mình đổi khác được Mình nói tôi là người đi đổ phân Vâng bạn nói đúng Tôi đi người phân Nhưng mà tại sao bạn nói lại nói tôi là người đi đổ phân Nếu tôi là người đi đổ phân thì, thì bạn đã biết rồi nhưng mà cái dụng ý bạn nói là gì Có lẽ là bạn nói Tôi còn tệ hơn cái cái phân nữa Tệ hơn cái, cái <laughs> Gọi là tệ hơn nước tiểu nữa tệ hơn. Nữa. Thì bạn muốn nói như vậy Nhưng mà cái tệ đó từ đâu nó sanh ra Cái tệ đó là từ mình muốn Cái phân đó nó thúi hơn Cho nên mình bước ấm chỉ vô cái người đó cho nên nhiều khi mình thấy mình thấy rất vui rất vui mà khi mình thấy người ta người ta hiểu bằng cách đó <laughs> thì đi tới cái mức thượng lưu á thì cái giáo lý người ta cũng biết hết rồi có khi học cũng nói tôi biết phật rồi tôi nghe là nghe thử vậy thôi chứ tôi biết hết rồi đó cho nên cái điều này thật sự rất là cho nên có những người thầy nói là chưa nói họ điều đều, đều ngẫm ngẫm họ cười rồi họ biết mình nói gì ừ. nhưng mà cái chuyện mình thì mình cứ nói thôi chứ không phải thay ừ. kiếm gì ừ. một khi nhận ra rằng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là sản phẩm của vở kịch của ngũ đại trong trong cõi người hiện hữu thì âm không còn bị tác động cho nên thầy nói kiến mà thầy nói ở tại sao kiến mình vẫn còn có thể đập được mà thì mình cứ đập đi thầy vẫn đập được chứ sao vẫn đập được đó ta chiếu đi đến phương tiện mà nhờ đó ta biết ta hiện hữu và qua đó ta kinh nghiệm thế giới ta đang ta chẳng cần biết đến có quyền lực siêu nhiên, ừ. bởi vì thường thường á, mình có một cái vọng kiến, tức là mình muốn biết về chân lý, mình muốn biết về một cái điều gì ghê gớm lắm, đó, tức là thật sự nói bình thường, tức là mình muốn học, mình là con người cầu tiến, mình là con người người nói tiếng quá, mình muốn học muốn hiểu. Ừ nhưng mà không ngờ khi mình sinh lên cái ý đó thì mình đã bị 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 mất một cái gì đó rồi bởi vì trong cái thiên nhiên nhất á, thì mình đã có cái điều đó cho nên mình đi tìm chân lý mình đi tìm một cái sự thật nào đó cuối cùng mình tìm cái gì ai thật sự những người lớn thì họ đều biết gì cả nhưng mà mình có khi mình không rõ ràng thật sự mình tìm lại chính mình đó bởi vì dù mình có đi giáp phòng đi nữa mình cũng trở lại chính mình thôi nhưng mà mình tiếc là mình cũng không biết cái chính mình là cái gì nữa đó ví dụ như ở trên một cái bãi biển trong buổi sáng hay là buổi chiều yên lặng cái mặt cót nó rất bằng phẳng mình đi chơi mình đi một vòng mình đi một vòng rồi nhiều khi á mình đi rồi cái tự nhiên mình đi tới chưa tới gần giáp vòng đó mình lại thấy có một cái một cái bằng chân mình không biết của tại sao mình đang đi này mà mình lại có một cái bằng chân của ai bước như thế này đó. Nhưng mà trong chốc lát rồi mình cũng không phải đến người nổi ngu lắm. Mình tự lấy cái bằng chân của mình, mình giảm đi bằng chân đó. Thì thì thấy mình thấy cái bằng chân ở dưới cát và cái bằng chân mình giảm lên. Nó, nó, nó không khác nhau một chiếc xíu, xíu này cả. Cho nên mình muốn đi tìm lại cái dấu vết của chính mình, cái bằng chân của chính mình. Bởi vì tất cả cái mà mình tìm kiếm, nữa cái đó không có giá trị gì cả. Bây giờ dù chân lý nó tới đâu đi nữa Thật sự Có thể nói thẳng cũng là điều bỏ mà thôi Nó không có cái gì quan trọng <laughs> Bởi vì sao? Bởi vì một người mà đi tìm chân lý Cuối cùng họ đều bình an Họ đều ổn định Họ đều ở trong một cái sự hiểu biết Rất sâu sắc và họ Nghĩa là họ bắt đầu Họ không cần gì nữa cả Kể cả chân lý Cho nên nói theo điều mà nó nó, 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 nó coi như là giống như sổ lá của mấy vị thiền sư đó thì thì Phật cũng không cần họ cũng không cần lại Phật hay có khi họ nói họ nói nó tệ hại hơn bởi vì sao bởi vì thật sự là họ, họ biết cái đó nó nếu mà có một cái gì đó thì cái đó ở bên ngoài mình cái đó không phải là kẻ mình đi tìm kiếm, mình chỉ đi tìm kiếm lại cái gì mà mình mình ở đó và và nó sẽ không còn đi tìm kiếm nữa. Còn nếu mình tìm một cái gì đó mà mình thấy ở, nó đã quá, nó sướng quá, nó hay quá, thì cái đó mình sẽ đi tìm kiếm. Còn cái này nó không có, không là cái gì cả, nó trở thành một sự bình an, một sự căng căm lặng, một sự tĩnh tại vô cùng. Thật sự cái đó là cái niệt pha na Tức là cái niết bàn Tức là bởi vì cái đó chưa từng có Chưa từng sanh, chưa từng diệt Cho nên đó là cái tâm bất sinh Thì bây giờ mình còn tìm cái gì nữa Còn giá thì mình tìm được cái tánh biết đi Thì cái tánh biết đó Nó vẫn là cái tương đối Bởi vì biết thì mình biết tất cả Mình bị biết Mình bị cái tánh biết đó Nó sẽ biết cái này, nó biết kia Nó sanh ra đủ loại trí tuệ nó sinh ra đủ cái thứ mà ăn con ngồi trước thì mọi người nó sinh ra đủ cái thứ nghĩa là phong phú <laughs> đủ cái thứ mà muốn gì có nấy đó, đó là trí tuệ Nhưng mà nếu nó trở thành chính nó thì nó cũng không phải cần cái trí tuệ hay không trí tuệ cả bởi vì nó là cái đó rồi ta là cái đó rồi Đó <laughs> cho nên cái 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 niết bàn á là cái nó không có cái sự tìm kiếm bởi vì tìm kiếm cuối cùng nó đi vào lọt vào cái đó không còn tìm kiếm nữa cho nên bắt đầu a la hán thì gọi là vô học tất cả từ tu đạo Hoàng lên nó đều là hữu học nhưng mà đến a la hán thì vô học vô học đó không phải là họ học đủ họ không học đâu họ đi được vào cái 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 chỗ tịch lặng cái chỗ kia rồi không có dấu vết nữa không có họ nữa, không có không có a la -hán nữa, bởi vì chữ a la hán là chính là cái đó, cái tịch lặng đó. Đó. đó, là cái vô sanh đó, cho nên a la -hán cũng có nghĩa là vô sanh, đó. tức là cái đó nó có trước, nó có trước khi họ tìm kiếm, nhưng mà họ lọt vào trong chỗ đó, thì họ <laughs> nhờ một cái giáo lý của cái người đi trước, của bậc thầy, của Đức Phật, hay là của của các vị Bồ Tát chỉ họ họ biết được, <laughs> cho nên gọi là thanh văn, thanh văn tức là nghe lời của người khác. Còn một người độc giác thì họ không phải vậy, họ thấy thế giới này nó không đúng, nó không phải vậy, nó nó rất là vô thường, và họ tự nhau không tha thiết gì, họ trở lại tịch lặng. Và trong cái tịch lặng đó họ không học gì hết cả. Yên lặng và cuối cùng họ đạt được bích di Phật. Nhưng mà phải là thời không có Phật. Họ không bị nghe một cái gì cả. Họ không bị nhiễm một cái gì cả. Mới trở thành Phật. còn cái còn vị Phật á, mà của các vị đại thiền sư mà ngộ được á, ở trong cái tổ sư thiền đó là cái đó để thấy được cái tâm Phật. Tức là lý tức Phật. Mà khi họ thấy tâm Phật tức là họ là Phật nhưng mà lần lần vị Phật đó sẽ lớn lên cũng giống như họ đầu thai được vào chính cái 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 bụng của bà hoàng hậu họ chắc chắn là họ là một vị thái tử rồi Chẳng bao lâu họ ra đời họ sẽ làm một vị thái tử và họ sẽ ngồi trên ngân ngay vua cho nên vị thái tử đó là đó là lọt vào trong hoàng cung cho nên cái tâm Phật là một cái một cái 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 cái, cái lời hứa chắc chắn sẽ thành Phật bởi vì thành Phật là một sự biến hóa Sinh ra 32 tướng tốt 80 vai đẹp Sinh ra nghĩa là thập lực, thập bất bất cầm. Tất cả những thần lực của chư Phật Cũng đều từ chỗ đó mà quá sinh ra đó. Cho nên nó là vậy Vì thế cho nên Mình sẽ trở lại Cái đồng hồ này mới điểm ra hay là sớm giờ ở đây ha từ bây giờ thầy mới thấy là thầy thấy cái giờ này. còn chưa 10 phút nữa Nào. cho nên chúng ta học hỏi chúng ta phải có một cái sức mạnh vô hình một cái sự bản lãnh không có đối xứng không có cân đối gì cả chúng ta không so sánh bất cứ cái gì cả không so sánh với ai không cần thiết với ai chúng ta phải tự tự biết rồi con người của mình là phật con người của mình sẽ phát minh ra cái đức tin đó tức là cái tiền nghiệm chúng ta biết chắc là chúng ta có cũng như chúng ta rờ 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 ra này mình đụng đụng cái gì ra mình biết mình có tiền rồi nhưng mà mình không biết là mình móc ra bao nhiêu ví dụ vậy đó. không biết là thấy có tiền đâu này rờ 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 mình đụng mình đụng là mình biết có tiền mình không biết là mình bao nhiêu nhưng biết là có rồi à, có rồi à, à, mình là. rồi bây giờ mình mới đi tìm kiếm mình tìm kiếm thì mình đụng cái tiền của mình thật tiền của mình đã có trước rồi mình, mình biết thì mình đụng bố okay, cho mình nó đúng rồi đúng rồi đúng rồi mình có tiền rồi mình có tiền rồi Thấy không? <laughs> rồi bởi vì mình mình có đức tin tức là mình, mình chạm tới là mình biết mình có tiền rồi cho nên con người nó có một cái đức tin mà không có căn cứ vào đâu cả. Nó không công nương nhờ vào đâu ấy cả. Và mình biết, biết, mình biết mình có niết bàn. Mình biết mình có niết bàn tức là mình mình biết cái gì không phải là niết bàn. Tất cả đời sống này, tất cả thế giới này, tất cả cái gì đó mà mình tin tưởng, mình hình dáng, mình nói năng, mình diễn thiết mình tu học không phải là niết bàn mà mình có một cái niết bàn. Tức là mình biết cái kia không phải là niết bàn. Nhưng mà mình vẫn đi. Cho nên mình 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 nói nhưng mà mình biết rằng ơi tối mình có tiền thì thực ra mình có thể ứng dụng được yên lặng. Cũng như thầy không biết cái đồng hồ này từ đâu nó đến. Nhưng mà khi thầy thấy thì nó hiện hữu, khi thầy không thấy thì nó không hiện hữu. Nhưng mà thầy hỏi cái đồng hồ này ai để đây bao giờ? Thì nó ở để từ nãy giờ. Thế giới này nó cũng vậy nữa. Thế giới này mình không ở trong hiện hữu, mình không thấy, mình không phát minh ra. Thì mình là thế giới nhưng mà không bao giờ mình biết là mình là thế giới. Mình luôn luôn mình thấy, mình muốn đi vào thế giới, mình muốn hiểu thế giới. Nói gì cũng như mình muốn. Mình muốn mình có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ thì mình đã có rồi Nhưng bởi vì mình nghi Mình nghi và mình hiểu cái khác Không phải là trí tuệ Cho nên bây giờ mình không cần hiểu Không cần bất cứ gì cả Thật sự vậy đó. Thì tự nhiên mình sẽ có trí tuệ Bởi vì trí tuệ là Cái trí mà nó không có Không có nhị nguyên Không có đối kháng Không có bất cứ cái gì cả Không bị một cái nhiễm trước bất cứ gì cả Không bị cái danh Không bị cái tướng Không bị người ta hù dọa không sợ hãi thì thì lúc đó mình nhìn với cái tâm an ổn bình lặng của mình cái cái tâm mà nó chưa từng sinh chưa từng diệt thì cái đó mình mình nhìn tới đâu thì mình có thể phê phán tới đó mình, mình vừa động chạm tới đâu thì ngôn ngữ nó sẽ sanh tới đó tức gọi là trí tuệ còn không thôi thì mình 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 quen cái đó mình không 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 tin tưởng cái đó thì mình phải học mình học thì mình có kiến thức kiến thức gọi là trí thức, trí thức thì biết cái này không biết cái kia, đó, thì luôn luôn nó là vậy đó, cho nên ở trong cái tâm toàn giác là một cái bài tuyệt vời, đó. cho nên đài khai là chúng ta tìm lại chính mình bằng tính chất chúng ta thấy được tất cả cái mà cái tìm kiếm cái niệm tưởng. Cái, cái tính năng của chúng ta tất cả những cái đó nó như chính chính thực nó như thế như thế nó như đang là và bởi vì chi thi khi chúng ta thấy được điều đó mà chúng ta không phê phán không cân nhắc không đặt cái vị trí nó và không khoanh vùng không gì đó thì thật sự chúng ta không có lý sự gì tới nó chúng ta không có cần ý thức nó đúng sai phải quay cả thì nó làm sao nó tồn tại được thì thực sự nó sẽ biến mất ở trong cái chỗ chúng ta không có, không không có, có, có đặt định nó. Đó. thì tự nhiên khi đó thì chúng ta sẽ có cái không cần nó và nó sẽ biến mất, tức là cái vô niệm của chúng ta. khi cái vô niệm của chúng ta thì chúng ta không có diệt cái có, không có diệt cái tâm lý đó. nhưng mà tâm lý đó nó vẫn 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 tồn tại với chúng ta như người anh em. chúng ta có thể suy luận, có thể nghĩ tưởng. Chứ chúng ta không cục hứng Cũng như chúng ta biết tất cả các pháp đều thanh tịnh Thì chúng ta hãy sống cùng với các pháp Bây giờ nếu chúng ta biết các pháp Là nó là ngu xuẩn là thế này thế kia Thì chúng ta sợ hãi chúng ta loại trừ nó Để chúng ta đi tìm một cái khác Thì chúng ta tìm cái khác đó Thì chưa chắc bằng cái nó Chúng ta tìm ông Phật chưa chắc bằng Bằng cái người mà ngồi trước mặt chúng ta bởi vì chúng ta sẽ nếu chúng ta tìm được ông Phật ở trên bàn thì cái người ngồi trước mặt chúng ta là khóc, là thấp hàng là không cần lại. Chúng ta mất đi một cái cơ hội để tôn kính. Mà chúng ta thấy vị Bồ Tát, chúng ta thương vị Bồ Tát quá nhiều đi nữa thì chúng ta mất cái tình thương với tất cả mọi người xung quanh. Bởi chúng ta luôn luôn nó bị đặt vào một chỗ, đặt cái chấm vào một nơi. Cái tâm lý của chúng ta là vậy đó. Đó chúng ta đặt vào cái cái gì mà đúng nhất thì thế nào chúng ta cũng sợ cái sai nhất thì chúng ta phải tránh cái sai nhưng mà chúng ta cần tránh cái sai thì chúng ta cần bị sai Đó. nó không có gì hết cả Đó. cho nên chúng ta không có sai khi mà chúng ta sống sống không có sợ hãi sống vào được Đó cho nên nó thật sự thầy thầy không có cái gì mà thầy thấy thầy thấy khó hết cả thầy giả bộ nhai mắt vậy thôi chứ còn tập ca chúng sanh bởi vì cái tiếng phật nó cũng không có thật bởi vì nó chỉ cho cái mà mình thấy biết được cái sự thật nếu mình thấy biết được cái sự thật gọi là giác tức là trong cái khả năng đó thì gọi là phật chứ cái tiếng giác cũng không phải nó tiếng giác nó là một âm thanh một cái từ một cái từ tốt nguyên thủy vậy là so sánh với từ khác nhưng mà nếu nói âm thanh với từ viết ra thì nó cũng tương đương như, như nhau thôi chứ không có gì thì ừ. thế cho nên cho nên cứ mà suy diễn ra, ra thì tất cả tốt xấu đúng sai phải ấy nó đều cân bằng nhau ở trên cái thấy khi mà cái thấy đó nó cân bằng khi cái thấy nó cân bằng thì chính là ngay nơi đó nó được cân bằng ngay nơi đó nó được là cái tự tính tốt nhất nó vượt qua tất cả những cái khập khiễng của nhị nguyên của 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 quá vị của cái đẳng cấp nó không có đẳng cấp gì hết cả đó. cho nên thế giới này nó trở thành bình đẳng thế giới nó trở thành bình đẳng khi mà cái tâm mình mình thấy không có cái bình đẳng bởi vì mình bình đẳng thì làm sao mình thấy cái bình... Cái, cái 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 bình đẳng, bởi vì nếu mình thấy cái bình đẳng thì mình sẽ thấy cái không bình đẳng của xung quanh này. Nếu mình thấy người khác tốt, cũng có nghĩa là mình mình biết mình chưa tốt. Mà mình thấy người khác xấu, thì thật sự mình xấu hơn người khác đó. Mình thấy người khác xấu không bao giờ cái người đó tốt với cả cũng như một người mà thấy thấy cái tội lỗi thì thật sự mình tội lỗi còn hơn người tội lỗi đó chắc chắn như vậy nhưng mà mình không nói ra đó thôi bởi vì sao mình sẽ ganh tị ghê gớm lắm mình sẽ giết cho được cái cái người có tội đây là thầy nói về lý thôi chứ sự thì ai muốn làm gì cũng được hay cả cũng tốt hay cả à. Vì thế cho nên mình thấy cái người đó Xấu xí này kia Tự nhiên trong lòng mình nó tức kìa Tự nhiên mình sẽ hung dữ Bởi vì cái nghịch lý đó Cho nên cái lòng mình làm sao yên được Mình đã Mình đã không Không tốt, không xấu Nhưng bây giờ mình dựng lên Một cái xấu, dựng lên cái tốt Thì thực sự nó nguy hiểm Cho chính mình Chứ không đó. Cho nên mình không nên bởi vì nói cái này là mình nói riêng ở trong pháp thôi chứ không phải là cái chỗ mà thầy suối người ta thật sự mình cũng không cần kính trọng một vị phật bởi vì mình cũng, cũng chưa bao giờ mình khinh khi một cái người chúng sanh tầm thường Đó. cho nên có khi thầy thấy một con vật nó chết thật sự thầy không động tâm có khi một con người mà nhiều khi Tại trong cái cầu của thầy Nó có một cái con thù du Một cái con rất là nhỏ Nó gần như con kiến vậy Nó rất rộng Mà nhiều khi nó khó ra, khó vớt Nó không chịu cho mình vớt Rồi cuối cùng Có khi thầy phải thọt cái tay Thầy múc nó lên Thầy bỏ ra ngoài Bởi vì cái tâm Cái tâm của mình á Không phải là mình từ bi Cũng không phải là mình ọt độc nhưng mà mình thấy cái cần mình thấy cái con vật này á, nó 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 cháy mà nó sống như vậy nó không thoải mái mình không thích cái trạng thái mà nó sống như vậy nhưng mà mình thấy mình thích vớt nó ra ngoài Đó. cho nên mình biết mình có một cái gì rất cân bằng mà không có từ không có lời không có bao giờ mình nói cái này là xấu cái này là tốt mình nói là nói để cho người ta dung chấp mình người ta bàn lòng mình thôi <laughs> chứ thật sự chả có cái gì tốt cả cái gì xấu cho nên cái tâm mình mình muốn mình muốn tìm niết bàn á, thì mình đừng có cần cần tìm bất cứ cái gì nữa ấy cả mà mình cũng không cần tìm niết bàn bởi vì niết bàn là một sự cân bằng một một sự một sự bình an vô điều kiện đó là cái mà theo thầy hiểu được cho nên hồi xưa đó thầy ngon ngược lắm thầy tu cái pháp bất cần rồi tới mấy chục năm thật sự là thầy tu thật cái gì thầy cũng bất cần bất cần cả chính thầy bất cần cả, cả ví dụ thầy có ngôi chùa tự nhiên thầy chán ghét thầy nói thôi ai muốn ở à, à, cho trưa vậy cái không có dọn đi chùa phật học ở biên qua rồi chùa đó lớn đó. rồi hai ba cái chùa vậy. còn người cũng vậy nữa tiền bạc cũng vậy cái gì đó bởi vì ngầm thật sự mình cũng yếu một chút Mình muốn tập Nhưng mà mình phải lấy một cái sức mạnh đó Để mình làm làm một cái tiền nghiệm Cho mình mình mới tập được Nhưng mà lần lần mình trở thành cái bắt cần rồi thôi Thì mình cần hay là bắt cần nó cũng vậy Có lúc mình phải cần Cũng như bây giờ mình nói mình khóc nước Mình cần uống nước Chứ mình không thể nói bắt cần được Nhưng mà mình hiểu cái uống nước là cái gì Không phải là nó cần đâu Ví dụ như thầy có, có khả năng bây giờ thầy nhìn khóc thầy chết cũng được nữa. Bởi vì thầy biết cảm giác nó rất rõ. Cũng như thầy ngồi đây bây giờ mấy người mà nói là tự con muốn nghe quá nghe quá thầy nói đi nói đi. Cứ đốc xúc vậy thầy cứ nói hoài thầy ngồi hoài. Tự nhiên từ tụi con ngừng ngã trước thôi. Chứ thầy không bao giờ thầy ngại được. Bởi vì sao? Thì thầy đầm quá với cái gì đó thì thì thầy không có thân, thân hình đâu. Nó không có thấy mệt bao giờ ấy cả. cho nên cái có cái có thật của mình đó nó rất vững rất bền nó vượt qua tất cả cái trở ngại ví dụ như bên ngày nay thật sự thầy không có ăn nhiều hay là thầy rất yếu nhưng mà thầy có thể mạnh ở trong cái quyết định của mình thầy có thể ngồi đây hoặc là bây giờ nếu có đứa nào mà thích được đi núi chơi thầy mà thầy hướng lên thì thầy đi núi thầy cũng vẫn đi được thôi nó lại vậy đó. Đó. Cho nên tụi con phải thấy rằng tất cả các pháp nó không có thật. Nó chỉ có một cái cái có thật là không có các pháp như trong cái ý mình tưởng. À, đó. Khi mà như trong cái ý mình không có tưởng vậy cả thì tất cả các pháp nó trở thành bình đẳng. <laughs> Nghĩa là pháp pháp không khác pháp do ái trước sanh lầm. Há chỉ là lầm lắm đêm tâm mà kiếm tâm mình đem tâm này mình kiếm tâm kia mình đem pháp này kiếm pháp kia cuối cùng mình cứ tu hoài tu hoài nhưng mà nó lên đó rồi nó xuống đó nó định đó rồi nó loạn đó làm sao mà 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 mình mình gượng mình đi một cái con đường lên mà nó không có cái 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 bậc thì mình phải tạo ra cái bậc mà cái bậc đó mình đi lên được nhưng mà thật sự nếu mình đi xuống không được mà nó phải rớt xuống bởi vì khi nó mỏi nó tự động nó phải rớt xuống chứ mình không thể leo xuống được bởi vì mình đi lên đó, cái bậc này mình mình diện cái bậc kia mình thấy có bậc kia mình mới viện cái bậc kia nhưng mà đi xuống mình không thể viện cái bậc dưới mà mình đi xuống được là tự nhiên nó phải rớt xuống cái thế nó vậy đó. bởi vì mình không thể đảo ví dụ một cái cái thang mình leo lên dễ như nhưng mà leo xuống khó mình leo xuống rất khó lên xuống thì mình phải đi ngược thôi chứ mình chúc cái đầu xuống không được. Đó. Nó, cho nên cái thế, cái thế mà mà võ thuật cũng vậy nữa, Là mình đánh liên miên bắt tăng được, chứ mà khi mình mình nghi mình ngưng một chút thì thực sự mình sẽ thiếu mất một cái đòn ở khoảng giữa đó. <laughs> cho nên trong cái trí cũng vậy nữa, khi mình có suy si, có nghĩ thì thực sự mình đã làm cho mình mất cân bằng rồi mình đã tìm cái lẽ phải, cho nên mình thích làm gì mình làm, mình thích nói gì mình nói. Cũng như hồi đó thầy nói, làm sao mà viết vang được như anh được? Tôi thấy anh viết hay quá. Thầy thầy nói chơi với ông Phạm công thiện, ông nói cứ viết. Tôi nói viết nó thành bài bạ bà rồi. Ông nói cứ viết bài bạ. Bà. ngài có sinh ngữ, tôi nói trời sinh đọc hay quá. Ông nói thầy cứ đọc đi tôi đọc tôi phát âm chúng nó cứ phát âm nghĩa là ông hay có cái kiểu đó nó 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 ngang tàn lắm nhưng mà thật sự nó cũng có cái cái hay của nó <laughs> cho nên đại khái à, là thầy nói ở đây cái từ ấy là nước thiên của sự bất tử thiên là gì thiên cũng có ý nghĩa là thiên liêng là một cái gì kỳ diệu cái kỳ diệu đó mà mình hiểu được thì cái đó không có chết Ừ. Nhưng mà kỳ diệu nó không phải riêng có cái kỳ diệu nó ở trong tất cả cái sự vật Cái gì cũng kỳ diệu hết cả ừ. Cũng như người nào cũng kỳ diệu Người nào cũng là thượng nhân Người nào cũng tốt hết cả ừ. Mà cái tiếng tốt này Là cái tiếng không có cái cái xấu để đối nghịch lại à, Còn ừ. cái tốt xấu nó khác Cũng như cái thiện Người thiện ấy thì người đó không biết mình thiện ừ. Hoặc là người đó cũng không biết gì Cũng như người mà có tình thương thì tự nhiên họ thương tất cả mọi người Họ cũng không có đặt cái người này thương Người kia không thương Cho nên cho nên đó là tình thương thật Cái lòng từ thiện thật Cho nên mình phải tìm vào cái cái chính thống Của cái tôn giáo vô vi như thế đó Thì mình sẽ không không còn đi vòng vòng nữa. Cho nên mấy bữa dài nó cũng mệt mỏi rồi mình nghĩ hôm nay không biết nói cái gì thì bữa nay ở trong nó tự nhiên nó 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 dồn ra nó nói cho nên mấy con nghe được cái nào nghe còn cái nào không nghe được thì cứ để đó <laughs> không sao hết cả còn gì không bữa nay đâu có câu hỏi nào không Đi. Vô biên thể nguyện độ phiền não vô tăng thể nguyện độ pháp môn vô lượng thể nguyện phật đạo vô tượng thể nguyện Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đầu. Nói gì? À, nói gì? và cứ để cho biết đi tìm không biết phải không Nó gần như trúng nhưng mà cái này nó là mâu thuẫn. Nếu mà mình mình đã vô tâm thì mình đâu có thấy đối cảnh. Mà nếu mình đối cảnh thì thì là đối cảnh. Còn nếu đi tìm thì đi tìm nhưng mà trong đó nó chỉ có nó không có ra ngoài cái mà Nghĩa là nó không có hai chập của tư tưởng Nó không có cái gì đó Mà trong đó nó có sự hiểu biết Nó hiểu biết ừ. Ví dụ như bây giờ Thầy nói không mệt Để cho thầy vượt qua cái mệt Thì thì nó không trúng Bây giờ thầy đang mệt Thầy nói thầy mệt à. Mà cái biết của thầy Thầy cũng nghĩ là nó có cái mệt nhưng mà đồng thời ở trên đó có một cái gì đó Nó không bao giờ mệt Vậy thì sống trong cái, cái thượng tầng đó Nhưng mà cái dưới nó vẫn có Còn nếu mình phủ định cái này Thì mình tìm cái kia Thì tới ra cái kia nó là sành tương đối Nó vì cái sự phủ định này Cho nên thế giới này là một cái thế giới Nó không có cái sự chấp nhận hay là phủ nhận Mà nó phải thấy cái đương nhiên xảy ra Nó như thế Cho nên ai tìm kiếm thì cứ hãy tìm kiếm Chứ bây giờ biết người ta không tìm kiếm thì làm sao được còn người không tìm kiếm thì sẽ không tìm kiếm nhưng mà không có cái nào đúng hết người tìm kiếm cũng chả đúng mà người không có tìm kiếm cũng không đúng nhưng mà cái đúng nó sẽ xảy ra cho cái người mà họ họ giác ngộ họ tỉnh thức được thì họ biết cái lại đúng là ở chỗ nào chứ còn cái đó mà nếu mà đứng trên cái 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 văn đàn mà quyết định trong cái ngôn ngữ lý luận thì không bao giờ có được nói gì vậy đó.